Rất là tuyệt vời ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu, chúng ta sẽ trao đổi các vấn đề liên quan đến dropshipping, liên quan đến marketing, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến kinh doanh online. Đúng không ạ? Vừa xong thì admin chúc mừng tất cả các bạn đã vào trong cái buổi học, cái buổi đào tạo, buổi training của Forex Center. Mình giới thiệu, mình là Quyết Đào, admin của Forex Center. Mình là người đứng đầu của hệ sinh thái này. Đúng không ạ? Và hiện tại Forex thì đang kinh doanh, nếu mà chính xác ra là nó rơi vào khoảng hơn 20 ngách sản phẩm khác nhau, đúng không ạ? Rồi cái cộng đồng của mình ấy hiện tại cũng khoảng tầm 30-40 ngàn người gì đấy, đúng không ạ? Rồi là mình ấy thì là kinh doanh cũng khoảng tầm được 4 năm kinh doanh offline, 6 năm trong vấn đề về online, rồi làm nghiên cứu về online, sau đó là mình cũng ra mở shop, đúng không ạ? Rồi là mở quán xá các thứ, thì mình cũng có 4-5 năm kinh nghiệm trong cái vấn đề về làm kinh doanh thực tế. Cũng giống như là kinh doanh online đó. Và trong cái Forex này thì đã được mở vào trong năm ngoái, đúng không ạ, là mới cộng đồng thực chiến về làm dropship đó. Và trong đây á, tôi tự xưng mình là admin, tại vì là cái người tạo ra cái group này, tạo ra cái hệ thống này, đúng không ạ? Tôi không phải thầy nên ra là mọi người cứ thoải mái trao đổi, đấy là một số cái đôi nét về bản thân mình, đúng không ạ? Và chúng ta thẳng thắn thôi, và trong đây mọi thứ nó khá là chân thật. Tại vì trong kinh doanh là chân thật, và bản thân tôi là cái người xách ba lô để kiếm nguồn hàng, đúng không ạ? Trong những cái ngày tháng rất là mưa, đúng không ạ? Mưa nắng trong cái mùa này trở đi về cuối năm rất là mưa, đúng không ạ? 4-5 năm trước đi kiếm nguồn hàng, rồi đi kiếm các cái sản phẩm để mình bán, nên ra là mình rất là hiểu, mình khá là thấu hiểu trong vấn đề là cái khó khăn của cái kinh doanh, cũng giống như là cái sự khắc nghiệt của thị trường này có rất là nhiều thứ. Đấy, nên ra là bản thân mình ấy, không phải là cái người người ngậm thìa vàng, đúng không ạ? Không phải là cái người mà đứng ở trên mà chỉ trỏ này kia. Bản thân tôi là người kinh doanh thực tế, và tất cả những thứ kiến thức của tôi á, hướng dẫn lại anh em mình trong cái buổi hôm nay và trong cái buổi các cái buổi sau nữa, hoặc là cái thảo luận, thì cũng là những cái mà mình thực tế, mình trải nghiệm. Tất cả mọi thứ đều là những cái mình trải nghiệm rất là nhiều năm, đúng không ạ? Nên ra chúng ta với cái tinh thần thái độ là cầu tiến, rồi là cái gì đúng ấy, thì chúng ta học hỏi, cái gì đó mà chưa cảm thấy phù hợp ấy, thì chúng ta lắng nghe để phân tích xem mà mình rút kinh nghiệm. Ok không ạ? Đồng ý không ạ? Ok, mọi người đồng ý không ạ? Và chúng ta lại bắt đầu vào trong buổi chia sẻ này. Buổi chia sẻ này là buổi chia sẻ mở nhá. Buổi chia sẻ mở có rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Cứ vấn đề nào mà em sẽ nói theo cái dòng của cái new buy, tại vì bản thân tôi cũng là một cái người mới, đúng không? Chứ không phải là cái người mà có gì ạ, dày dặn hay là này kia, mà cũng chỉ là những người tập kinh doanh thôi. Và thêm một cái thông tin nữa là admin, tất cả cái hệ sinh thái này của admin đó là nghề tay trái của tôi. Thực tế tôi là một nhân viên văn phòng, đúng không ạ? Một nhân viên văn phòng làm hành chính bình thường. Đó nên ra là tất cả mọi người trong này là đều có xuất phát điểm ngang nhau, thậm chí các bạn còn hơn tôi rất là nhiều. Nên ra là chúng ta hãy cố gắng nhá, chúng ta hãy tập trung và chúng ta sẽ làm được thôi. Tất cả những cái thứ này là nó là gì ạ? Là cái buổi sau khi mà đi làm 8 tiếng hành chính đó, và xây dựng nên một cái cộng đồng rất là lớn, rồi là kinh doanh rất là nhiều ngạch hàng, đúng không ạ? Mình làm về luật, đúng không ạ? Mình làm về luật nhá. Nên ra là từng có lý do, sẽ mất là chúng ta không có lý do ở em bận quá, em có thời không có thời gian này kia. Tôi không có thời gian, và thậm chí tôi còn bận hơn các bạn rất là nhiều, rất nhiều đấy, đúng không? Và chúng ta xác định với nhau là như vậy. Thì mình làm về luật, đúng không ạ? Mình học trường tương đương với đại học luật, đúng không ạ? Và mình đã đang làm luật ở trong cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Đó, nên ra là không phải người kinh doanh chuyên nghiệp, tôi không phải người kinh doanh chuyên nghiệp, cũng là một cái người tay ngang, được chưa ạ? Đó, và với cái đam mê của mình, nên ra các cái kiến thức mà tôi chia sẻ và những cái tư duy của tôi, đó là cái thực tế mà tôi trải nghiệm. Đấy, chứ không phải là thầy bà. Nên ra là chỗ này chúng ta cứ thoải mái. Ok. Thì như vừa xong anh Kim có phân tích ở trong cái lúc đầu đấy, đây là dropship, đây là một hình thức kinh doanh, đúng không ạ? Mà bỏ qua khâu vận chuyển, bản chất của nó là kinh doanh, bản chất của nó là giao thương. Nên thành ra là chúng ta phải học, đúng không ạ? Học về kinh doanh, chúng ta phải thảo luận về vấn đề kinh doanh. Và chúng ta ở đây không phải cuộc chơi, đây không phải game, đúng không ạ? Đây không phải là game, đúng không ạ? Nên thành ra là nó rất là thực tế, đúng không ạ? Nó không có ảo thế đâu, online nhưng mà không ảo, nó rất là thực tế, đúng không? Và như vừa xong tôi nói rằng là bây giờ chúng ta phải làm gì khi mà chúng ta mới bắt đầu. Bắt đầu tiên là chúng ta xác định
xem bây giờ mình thích gì hả, bản thân mình thích gì, đúng không ạ, mình thích kinh doanh sản phẩm gì, đây là cái đầu tiên xác định, đúng không. Sau đó là mình phân tích cái mà mình thích đó nó có ra tiền hay không, đúng không. Nếu không biết đi từ đâu thì hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Nó có ra tiền hay không, tại vì sao tôi nói vậy, có những người người ta đam mê nhưng mà cái đam mê đó không tạo ra tiền nên ra là càng đi làm càng rơi vào bế tắc. Bản thân tôi cũng vậy, đôi lúc tôi làm những thứ mà tôi thích nhưng mà càng làm thì mình càng bế tắc, tại vì nó không tạo ra tiền, tạo ra tài sản, đúng không. Nếu như mà cái đam mê đấy của mình có thể tạo ra được rất là nhiều tiền thì ok, hãy theo đuổi nó. Còn nếu như mà không, cái mà bán cái sản phẩm mình bán mà mình thích mà bán không ai mua hoặc là không có thị trường lớn thì hãy bỏ qua, hãy bán cái thị trường cần. Và thị trường cần gì thì chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều thứ, đúng không. Đơn giản nhất là Google Google Trend, mình phải biết công cụ search, nhớ nhá, một là công cụ Google Trend, đúng không nào. Hai là chúng ta lên xem là cái từ hot, từ khóa tìm kiếm ở trên gì ạ, trên Shopee, kênh thương mại điện tử lớn nhất, đúng không, Việt Nam hiện tại bây giờ hơn 20 triệu user và hiện tại đâu đó lên quanh tầm 25-30 triệu gì đấy, rất là nhiều người, đúng không. Việt Nam có 100 triệu dân thì hơn 1/3 dân số sử dụng Shopee rồi, thế ra là ở trên đó người ta đang cần gì thì chúng ta đó là những cái mà thị trường cần, đúng không ạ. Và cái khâu đầu là cái khâu xác định sản phẩm kinh doanh, được chưa. Nếu như mà chúng ta không xác định cái này ngay từ đầu ấy, chúng ta sẽ bị hỏng và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu sau khi mà chúng ta thất bại, chứ không phải là một lần là thành công. Bản thân tôi cũng vậy, không phải là một lần là thành công đâu đấy. Sau khi mà xác định được sản phẩm, ok, vậy mọi người đang xác định cái sản phẩm gì, có thể comment xuống dưới đây không ạ. Mọi người comment xuống ạ, các bạn đang xác định là sản phẩm gì, đang kinh doanh gì để mình tư vấn cho xem là có phù hợp hay không, có hay không. Biết đâu là có những thứ mà mình đã kinh doanh rồi và có thể hỗ trợ được bạn. Ok, đồ gia dụng này, thời trang. Các bạn khác thì sao? Tất cả mọi người đi xuống, các bạn đi xuống đi ạ. Tất cả mọi người tương tác với nhau ạ. À, một cái vấn đề nữa là anh em mình á, ai có thể bật được camera thì chúng ta bật camera lên để chúng ta tương tác với nhau. Trong một cái thống kê á, người ta nói rằng là cái việc mà học online, học trực tuyến mà chúng ta nhìn thấy mặt nhau và chúng ta có cái cảm xúc để chúng ta trao đổi nhiều hơn và chúng ta học dễ vào hơn. Các anh em mình cứ mạnh dạn bật cái camera lên nha. Tất cả mọi người bật camera lên được không ạ? Tất cả mọi người, nếu như mà ai mà bất khả kháng thôi thì chúng ta không bật. Cứ bật lên, không có gì phải ngại, đúng không? Xấu cũng được, đẹp cũng được, già cũng được, trẻ cũng được, độ tuổi nào cũng được, miễn là gì ạ? Cái tinh thần thái độ, đó là cái vấn đề mà quan trọng nhất của mình. Đối với tôi là không có quan trọng bạn là xuất thân từ như thế nào. Thẳng thắn là như vậy, có rất là nhiều bạn ở trong này xuất thân bình thường, đúng không ạ? Không có gì phải ngại. Trong đây là mình để học để chia sẻ thôi. Ok, rất là nhiều bạn đang kinh doanh về thời trang, đúng không ạ? Về thời trang nói chung, về đồ gia dụng này, rồi là về phụ kiện. Ok, đây là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời và tôi cũng đang kinh doanh những sản phẩm này, đúng không nào? Đó, decor giải trí. Bạn B19 thì các cái sản phẩm này gọi thị trường ngách. Đối với thị trường ngách này thì muốn làm đấy thì phải đánh mạnh về vấn đề về, một là về kênh, về truyền thông ấy. Còn các bạn khác, đúng không? Những cái sản phẩm mà dễ bán như này thì có những cái kênh rất là đơn thuần. Chúng ta cần một cái chiến lược cơ bản. Ok, đây là những cái sản phẩm. Đầu tiên là việc xác định sản phẩm của mọi người, em mình cảm thấy rằng là khá là ok đấy, khá là ok, khá là tuyệt vời. Và sau khi xác định được sản phẩm kinh doanh rồi đấy, thì chúng ta đừng có nhảy sản phẩm, đúng không ạ? Đừng có nhảy sản phẩm, đừng có nhảy ra nhảy vào, nó tốn thời gian và nó không đi tới đâu được, đúng không ạ? Ok, mọi người comment tất cả những cái sản phẩm mà mọi người đang sắp tới mọi người kinh doanh ấy, trong thời gian đầu ấy, trong cái tham đầu thì bản thân như này này, chúng ta đang bị thiếu kiến thức. Một đấy là thiếu kiến thức về marketing, hai là thiếu thời gian, ba là thiếu các cái tư duy, các cái kỹ năng kỹ thuật, nên thành ra là đừng có ôm quá nhiều thứ. Ai cũng biết rằng đây là chúng ta là cái người tham công tiếc việc và muốn kinh doanh đủ thứ trên trời, bản thân admin cũng như vậy, nhưng mà càng làm nhiều ấy thì càng loạn, tại vì thời gian của chúng ta là như nhau, có giới hạn, mà làm càng loạn ấy thì nó không thể nào mà dày và có chiều sâu được, và khi mà nó không có chiều sâu thì nó không tạo được mũi nhọn, không tạo được mũi nhọn thì sẽ không có tạo ra chuyển đổi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta làm càng nhiều, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không tạo ra chuyển đổi. Thay vì như vậy, hãy chọn lựa một ngách duy nhất, nhớ này, hãy chọn lựa một ngách duy nhất. Trong một cái ngách duy nhất như vậy, đây là kiến thức mà mình đang
đang ở trong một cái khóa học đào tạo chuyên sâu về làm dropship nói riêng và làm kinh doanh nói chung, đúng không ạ? Đây là bản thân nghề min này, bản thân tôi đã trải qua và tôi có những cái góc nhìn và đó là những cái kinh nghiệm của mình truyền đạt lại. Tất cả những cái này mình có ebook, có landing page, có khóa đào tạo để chỉ rõ các vấn đề này, đúng không ạ? Trong lựa chọn ngách, hãy lựa chọn một ngách trong thời gian đầu. Nếu bạn là newbie, thậm chí bạn là người có kinh nghiệm rồi cũng hãy lựa chọn một ngách thôi, đúng không ạ? Tại vì xíu nữa phân tích phía sau thì các bạn sẽ thấy rằng tại sao mà mình không thể làm được nhiều thứ, đúng không? Các bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm được nhiều thứ nhưng mà càng làm thì các bạn sẽ càng loãng mà không có chiều sâu. Ok, hãy chọn một ngách và trong mỗi ngách đó hãy chia cái ngách đó làm ba cái list sản phẩm. Một cái danh sách của cái ngách đó gồm 3 list sản phẩm, tức là như này, phân loại ngách đó thành những cái cụm sản phẩm về tiêu chí là về giá cả đấy. Một là cụm giá rẻ, được chưa? Hai là cụm giá trung bình, ba là cụm giá cao, được chưa? Mọi người nghe rõ chứ? Mọi người nghe rõ không ạ? Sao có một bạn nghe không được ta? Các bạn đều nghe rõ ok không ạ? Nếu mà các bạn đều nghe rõ ấy, đúng không? Nghe rõ, bấm nghe rõ đó. Để em đi thấy là cái đường truyền của mình không bị lỗi, đúng không ạ? Ok, đúng không ạ? Ok chứ? Thì các bạn nào mà nghe không rõ thì kiểm tra lại đường truyền nhé. Bản thân mình thấy đường truyền vẫn ổn mà. Ok, hãy phân cái ngách của mình làm 3 loại, đúng không ạ? 3 lựa chọn cho admin ấy, khoảng tầm 25 tới 45 sản phẩm, được chưa? Khoảng tầm, nói chung là khoảng tầm 40 sản phẩm trong cái ngách đó là được. Ví dụ như cái ngách đó là 100 sản phẩm khác nhau thì hãy lựa chọn cho admin khoảng tầm 40 sản phẩm ban đầu theo 3 tiêu chí là sản phẩm giá rẻ, sản phẩm giá trung bình và sản phẩm cao cấp, đúng không ạ? Dù trong cái ngách đó là cái ngách sản phẩm đã rất là rẻ rồi nhưng mà hãy phân loại ra 3 cái này để chúng ta target vào các cái diện đối tượng khách hàng khác nhau, đúng không ạ? Nó dựa trên tiêu chí nào về giá cả, hai là dựa trên tiêu chí là về cái mẫu mã, ba là dựa trên cái tiêu chí là cái sự khác biệt, chúng ta có nhìn nhận cái đó khác biệt hay không. Trong cái ngách đó, ví dụ như là ở trong Fori có ngách visa chẳng hạn, đúng không nào? Có rất là nhiều mẫu bình thường dân, có rất là nhiều mẫu đẹp, có rất là nhiều mẫu có sự khác biệt, đúng không? Thì chúng ta sẽ target vào khách hàng khác nhau để tạo ra cái chuyển đổi khác nhau. Đó là cái lý do tại sao chúng ta cần phải trong cái ngách này chúng ta phải lựa chọn sản phẩm. Cái này nó liên quan mật thiết đến xíu nữa vấn đề về chạy marketing, đúng không? Nếu các bạn làm marketing nhiều á, nhiều sản phẩm ấy, các bạn sẽ không bao giờ khó để tạo chuyển đổi. Còn tất cả các bạn mà trong cái nhóm training của admin ấy, gần như là 100%, các bạn có tin không ạ? 100% cái người mà nếu như mà học training trực tiếp về admin chỉ ấy, là ra đơn 100%. Tại vì nó cái câu chuyện kinh doanh này đây nó là gì ạ? Nó là khoa học, đúng không ạ? Đây nó là khoa học tự nhiên, tức là nó có công thức đấy. Cái công thức thành công thì mỗi người một cái hiểu ý khác nhau, nhưng mà cái vấn đề ấy, để có đơn hàng ấy, nó có công thức thật sự đấy. Tại vì đơn thuần đấy là chúng ta marketing ngày hôm nay làm cái visa, ngày mai bán cái đồng hồ, ngày mốt bán cái phụ kiện, ngày mốt nữa bán cái tai nghe, ngày mốt nữa bán cái này cái nọ ấy, đúng không nào? Nó không có tạo ra cái chuyển đổi gì cả, đúng không nào? Và trong cái buổi Zoom này ấy, là trong đây là mỗi người có một cái tầng, đúng không ạ? Mỗi người có một cái vị trí khác nhau, mỗi người có một cái trình độ khác nhau, mỗi người có một cái khả năng khác nhau, nên ra là trong cái buổi training này ấy, admin sẽ đi rất là từ từ, đúng không ạ? Để cho mọi người thấu hiểu. Có anh em nào á mà muốn nghiên cứu các vấn đề cao cấp sau cái buổi Zoom này nghiên cứu, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ, xíu nữa đến phần đó là chúng ta tiếp tục thảo luận, ok không ạ? Vấn đề mà chọn ngách, chọn sản phẩm này là cái vấn đề cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Dù bạn á, một á, là hãy xem lại xem cái sản phẩm mình chọn đúng chưa, hai nữa là mình chọn sản phẩm mình có phân loại ra về cái giá trị của sản phẩm hay không, đúng không? Nếu như mà mình không làm đúng cái này thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không có hướng nào để làm marketing cả, đúng không? Rõ ràng không có cái vấn đề là marketing, đúng không? Bạn nói hỏi đây là bạn đang hỏi là bây giờ chạy kênh nào hiệu quả nhất, kênh nào hiệu quả, chọn kênh nào hiệu quả nhất. Thật sự nếu mà chạy quảng cáo giỏi á, quảng cáo hiệu quả nhất, chạy Shopee giỏi thì Shopee chạy tốt nhất, đúng không? Bán trên marketplace giỏi thì marketplace là kênh tốt nhất, bán trên Facebook cá nhân giỏi, Facebook cá nhân là kênh tốt nhất, livestream được thì livestream là kênh tốt nhất,
Vậy kênh nào là kênh tốt nhất? Kênh tốt nhất là cái kênh mà phù hợp với bản thân mình, đúng chưa? Đúng không? Và chúng ta bây giờ là hãy xác định lại đi cái sản phẩm, đúng không? Xác định các cái sản phẩm đó nhá. Tất cả mọi người ok cái đoạn này chưa? Nếu mà ok cái đoạn này thì mình bấm số 1, lựa chọn cái ngách đó, list ra khoảng tầm 30 sản phẩm đến 40 sản phẩm, phân nó là 3 loại, đúng không? Phân nó là 3 loại giá: giá rẻ, giá trung bình và giá cao cấp, được chưa? Đó, cái này là điều quan trọng vô cùng. Trong ngách nào cũng vậy, hết phải làm được điều này. Nếu không làm được điều này thì chúng ta không thể kinh doanh thành công ở đâu, chắc chắn luôn đấy. Rồi, sau vấn đề về chọn và phân loại thì bây giờ chọn lựa ra 5 sản phẩm, tạo ra 5 cái sản phẩm giá trung bình và có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, chuyển đổi cao nhất, 5 sản phẩm thôi, nên nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ học cách bán 5 cái sản phẩm mà bạn lựa chọn trong cái ngách đấy của bạn. Bạn bán thời trang đúng không? Hãy chọn cho em đi 5 mẫu thôi, 5 mẫu áo, đúng không? Bạn bán về đồ gia dụng, hãy chọn cho em đi 5 cái đồ vật mà bạn nghĩ rằng có thị trường lớn nhất, đúng không? Đó. Ví dụ như là bán, đúng không? Bạn nói vậy sao ít vậy, đúng không? Không 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 ít xíu nào đâu. Bây giờ học cái kênh này, đúng không? Hãy lựa chọn cho em đi 5 cái sản phẩm thôi nhé, 5 cái sản phẩm thôi, từ hoặc là 3 sản phẩm thôi trong cái ngách đấy của mình, để gì chúng ta tập trung xoáy sâu vào marketing này. Đó, 5 cái sản phẩm đó đạt cái yếu tố là phải có thị trường rộng lớn, độ phủ cao, lãi thì có lãi là được, lãi đơn thuần thôi, 20-30 ngàn là được rồi, 10 ngàn 15 ngàn cũng được, bán thật là rẻ các cái sản phẩm này, đúng không? Để chúng ta duy trì. Tại vì bây giờ trong kinh doanh ấy, có bạn nào mà kinh doanh 1-2 tháng mà không có đơn, đúng không ạ? Không đơn là lỗi của mình, quá tham lam trong cái vấn đề mà khi bắt đầu. Nên nhớ rằng đấy là nếu như á mà chúng ta ngồi ở nhà đấy thì 1.000 cũng không ai cho. Mà trong kinh doanh á, đúng không nào? Trong cái kinh doanh á, nó rất dễ để có 1.000, đúng không? Mà rất nhiều đồng 1.000 đó nó sẽ tạo ra tiền triệu. Và nên xác định các cái sản phẩm, tôi không biết đó là sản phẩm mồi, chỉ cái sản phẩm đó là sản phẩm mà các bạn cho rằng đó là chiến lược, có thị trường lớn, đúng không? Có thị trường lớn nghĩa là dễ bán, rất là dễ bán, có nghĩa là chính bản thân mình cũng là người mua. Đó là cái lựa chọn, ok chưa? Mỹ phẩm cũng được, thời trang cũng được, phụ kiện cũng được, đồ gia dụng cũng được, ví da cũng được, đúng không? Túi sách cũng được. Chọn trong cái ngách đó, phân loại xong rồi chọn ra 5 cái để chúng ta tập trung vào. Một là gì ạ? Quảng bá, marketing. Bây giờ tập trung vào marketing này. Bây giờ nhắc lại nhé, xác định lại tinh thần của mình, lựa chọn ngách, phân loại sản phẩm, lựa chọn ra những sản phẩm mũi nhọn chiến lược để chúng ta tập trung vào những cái mũi nhọn đấy thôi. Cái vấn đề thứ hai, bây giờ đi qua phần của bạn Giang hỏi là phần marketing, được chưa? Phải đi từ từ và tuần tự, đúng không nào? Bình tĩnh, không có gì phải vội vàng cả. Thì trong vấn đề marketing bây giờ là chúng ta phải nhìn nhận với nhau là như thế này. Cái vấn đề về quảng bá sản phẩm là một cái vấn đề muôn thuở, lúc nào cũng khó hết. Bản thân tôi thấy khó không ạ? Tôi thấy khó. Khó chứ, ai cũng cảm thấy khó hết. Và bán hàng là cái khó nhất trong cái khâu này mà, đúng không? Và thành công hay không là cũng ở cái khâu này. Và bây giờ chúng ta xác định là đừng bán 1.000 sản phẩm cho 1.000 người. Đó là cái lý thuyết căn bản nhất và nhiều người bị mắc phải nhất. Và chính bản thân tôi nếu mà không tập trung, tôi bị sa đà. Chỉ xoáy sâu vào những cái mà mình đang làm thôi, xoáy sâu vào những cái sản phẩm mà mình vừa xong mới lựa chọn thôi, đúng không nào? Và bán một sản phẩm cho 1.000 người, nhớ nhé, đừng bán 1.000 sản phẩm cho 1.000 người khác nhau, mà hãy bán một sản phẩm cho 1.000 người. Đấy là cái điều mà chân ái, chân lý của cái vấn đề về marketing này. Ok, và bây giờ đấy là bây giờ là làm sao để bán hàng. Cái kênh đầu tiên mà các bạn cần phải nhắc tới đó là Facebook, không thể nào mà thoát khỏi Facebook đâu. Wow, Facebook là cái kênh mà nó khủng khiếp nhất, thật sự đấy. Kể cả bạn bán chung ở trên Shopee thì Shopee cũng tạo ra đơn không nhanh bằng Facebook, đúng chưa nào? Và bây giờ đấy, xác định ban đầu ấy là chúng ta lời, có lời là được. Thậm chí là có đơn là đã lời rồi, chứ không phải là có đơn mà phải lãi lớn nữa thì mới đó là, mới gọi là lời. Không, trong kinh doanh mà chúng ta chưa bán được đơn nào và bây giờ chúng ta đã có đơn hàng đầu tiên thì đó đã là lời rồi, nhớ nhá, đúng không ạ? Nên ra là đừng có đặt quá cao trong quá trình ban đầu, chúng ta sẽ té đau ấy. Té đau là việc là chúng ta tốn thời gian 2-3 tháng mà không có đơn và chúng ta cảm thấy là từ ngách này nó không có tiềm năng, không có kênh nào hiệu quả nhất, cũng không có sản phẩm nào mà tiềm năng hết. Tiềm năng hay không là do bản thân mình marketing, mình có tạo ra được content khác biệt không, mình có sử dụng được cái
các cái kênh sẵn có để mình trở thành, đúng không ạ, cái điều khác biệt hay không thôi. Ok, và bây giờ với Facebook thì chúng ta làm gì bây giờ? Trong Facebook ạ, đúng ạ, có rất là nhiều thứ mà bây giờ tôi sẽ nói những cái điều mà mọi người có thể không biết này. Trong Facebook nói chung ấy, đúng không nào, thì nó có nhiều hơn một từ Facebook. Facebook nó là một cái platform, tức là flat có nghĩa là cái lát cắt ấy, form tức là cái nền tảng ấy, là một cái nền tảng được tích hợp từ nhiều lát cắt với nhau thì gọi là platform, được chưa ạ? Và nó cấu thành bởi một là Facebook cá nhân, bản thân ban đầu Facebook nó tạo dựng ra là để kết nối chia sẻ, đó là cái Facebook cá nhân là cái đầu tiên, ok chưa ạ? Cái thứ hai đó là cái fanpage, cái thứ ba ấy nó là cái hội nhóm, cái group ấy, cái group ấy, hội nhóm, được chưa ạ? Cái thứ tư đó là cái marketplace, cái thứ năm nó là cái messenger ấy, cái thứ sáu á nó là cái Instagram ấy, cái Instagram ấy, cái thứ bảy á nó là cái livestream, cái livestream nhớ nhá, cái thứ tám đó là cái bản tin ấy, cái thứ chín ấy đó là cái chạy quảng cáo ấy, cái chạy quảng cáo ấy nó có chín kênh cơ bản như thế này, chín kênh cơ bản như thế này để mình sử dụng để marketing, đúng không anh em mình đã sử dụng cái điều gì, đúng không? Và kênh nào là cái kênh mà phù hợp nhất để chúng ta làm trong ban đầu, chắc chắn đó là cái Facebook cá nhân. Nhưng mà nếu như mà cái Facebook nói đến Facebook cá nhân á thì chúng ta phải làm lại cái Facebook cá nhân, cái profile nó phải chỉnh chu, trong cái phần mô tả, cái phần giới thiệu chúng ta phải thể hiện được nó đầy đủ các thông tin, đừng có ảo ma ở đây. Trong kinh doanh không phải ảo ma, đúng không ạ? Tất cả những người kinh doanh, tất cả những người thành công, người ta đều rất là rõ ràng, không ai làm underground đâu, có nghĩa là không ai làm ở trong cái kiểu như là sập xí sập màu đâu, rất là rõ ràng. Lên Facebook của tôi là thấy ạ, Facebook quyết đào rất là rõ ràng, chẳng gì phải ngại hết, đúng không nào? Không ngại va chạm với bất kỳ thành phần nào, tại vì bản thân mình á làm thật ăn thật, không gì phải ngại, đó là cái đầu tiên, đúng không nào? Nhưng mà nó đến cái Facebook ấy, các bạn, nó đến vấn đề về ngại. Ok, đồng ý là các bạn có thể ngại thì hãy sử dụng một số cái Facebook để chúng ta mua một cái via, nó rơi vào khoảng tầm 100-200 nghìn gì đó. Có nghĩa là một cái nick mà đã có hoạt động rồi để chúng ta làm, nếu mà chúng ta ngại vấn đề về va chạm trên Facebook. Nhưng mà nếu như mà không bán hàng trên Facebook thì đó là một cái kênh thiếu sót lớn mà chúng ta hay tìm gì ạ? Chúng ta hay tìm sừng thỏ, đúng không ạ? Có nghĩa là con thỏ nó sẽ không bao giờ có sừng đâu, khó để có sừng lắm, đúng không nào? Mà chúng ta hãy kiếm những cái kênh mà kiểu như là nó sẽ tạo ra cái đơn hàng rất là lớn. Anh bày em làm Shopee đi, anh bày em chạy quảng cáo đi, xin thưa các bạn có bỏ tiền chục triệu ra học cũng không có thành công được đâu, tại vì những cái điều cơ bản nhất chúng ta không làm được thì đừng nói những cái gì phức tạp. Thẳng thắn là như vậy, lớp 1 không học lấy gì mà lên lớp 2, đúng không nào? Nên ra cái đầu tiên hãy bán được hàng trên cái Facebook cá nhân. Tôi không có nói chuyện các bạn để gì ạ, ông này nói mình bán hàng trên Facebook cá nhân, cái Facebook cá nhân mình phải học cái cách để mình làm cho mình thật là chỉnh chu đi, đúng không ạ? Nick ảo cũng được, nick thật thì cũng được. Nếu mà ngại nick thật thì ai làm nick ảo, mà nick ảo phải làm sao để cho nó như thật, thì đó là cái vấn đề mà các bạn cần phải đặt ra, đúng không ạ? Trên cái Facebook đó, đúng không, cái Facebook đó là nó rất là tuyệt vời rồi. Ok, cái đầu tiên là cái Facebook nhá, hãy làm lại Facebook đi, chỉnh chu, và chúng ta đăng bài lên trên đó là chúng ta đã có những cái đơn đầu tiên từ những người thân quen của mình, nên ra có việc có đơn hàng đầu tiên nó không phải khó. Khó hay không là chúng ta có vứt cái tôi cá nhân đi, chúng ta gì ạ, chúng ta có đè cái mới chiều nay mình bán một bộ cáp sạc ở trên cơ quan của mình, đúng không nào? Và mình lời đâu đó khoảng 100 ngàn, đúng không? Một bộ cáp đơn thuần thôi, cáp sạc, bộ sạc bình thường, mỗi sản phẩm mình lời 50, đúng không? Mình có thể bảo hành cho người ta 6 tháng 1 năm gì đấy, đúng không? Đồng ý, người ta đồng ý luôn, đúng không? Và ok, nhẹ nhàng 100 nghìn, 10 người như vậy là có 1 triệu. Một ngày kiếm 1 triệu khó không ạ? Không hề khó, đây là sự thật đấy. Nếu mà anh em mình mời vào trong nhóm training của admin á thì sẽ thấy admin sâu tiền bình thường, tại vì nó rất là dễ kiếm tiền, làm kinh doanh là dễ kiếm tiền chứ đâu có gì khó đâu. Bán admin này, mình bán iPhone, đúng không ạ? Bán iPhone như thế này, đúng không ạ? Một cái iPhone này kiếm từ 1-500 đến, có Duy ở đây là biết này, 500 đến 2 triệu là chuyện bình thường, nên ra là chẳng gì khó cả. Khó là mình có vứt cái tôi cá nhân để mình thành công hay không thôi. Nhớ đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai, đúng không nào? Ok, mọi người cảm thấy như nào ạ? Ok, tuyệt vời không ạ? Hay không ạ? Cảm thấy nó chân thực không ạ? Nếu mà hay, cảm thấy tuyệt vời thì mình comment một cái nào, tuyệt vời nào, đúng không ạ? Để tương tác, mình lấy động lực cho nhau nào. Ok không ạ? Cái buổi training này là những cái buổi nói chuyện rất là trực quan, đúng không ạ? Không có gì khó. Khó là cái tôi của mình quá cao, đúng không? Ông muốn làm kinh doanh, muốn thành công, ai cũng muốn ở 100%, 100% tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cái cố gắng đấy nó có to hơn cái tôi cá nhân không? Không to hơn cái tôi cá nhân. Bản thân xin thưa, tại vì là người nhà nước lúc đó là tôi ghét, cực kỳ ghét những thằng bán hàng online,
mà đến hồi mình ghét của nào trời trao của đấy, mình lại thằng là thằng gọi là kiểu như là chùm sò trong vấn đề bán hàng online luôn. Nhưng mà mình bán rất là tế nhị, rất là khéo léo, mình không phải là spam, đúng không? Mình bán rất là bình thường và có những sản phẩm thật là tốt. Mình mới gì ạ, mình mới chia sẻ thôi, thì người khác cảm thấy là ừ, hôm trước là tôi thấy mày đăng cái điện thoại, tao thấy mày đăng cái laptop, tao thấy mày đăng cái phụ kiện cắp sạc tai nghe đó, còn không tao ủng hộ. Rất là đơn thuần mà người ta cũng rất là bình thường, mà ai cũng cảm thấy ừ, ai cũng biết là mình bán, nhưng mà người ta không có cảm thấy ừ phật ý, người ta không cảm thấy là mình spam. Còn anh em mình á, bán hàng trên kênh của mình ấy, ôi đúng không, 15 phút là thấy đâu ấy, chụp cái status đúng không, là hay đăng bình thường thôi và giới thiệu như là bình thường. Và đến nay đi bán iPhone cũng giờ khoảng tầm 4 năm rồi, đúng không, 4 năm bán iPhone là rất là bình thường, chả ai nói gì hết. Và mình thật thôi, mình cứ làm thôi. Đang có hai người nữa đặt hai cái iPhone mà dịch qua về không được, dịch qua về không được, nên ra là có nhiều khi có tiền mình kiếm không được đấy, chứ không phải mình không, đúng không? Nên kiếm tiền nó không khó, khó là cái vấn đề là mình, trời ơi, các bạn cảm thấy rằng cái việc bán hàng trên Facebook nó là cái gì đấy tội lỗi. Nên vấn đề cái Facebook cá nhân nó quan trọng, nên tôi nói hơi nhiều. Ok, chuyển chủ đề qua thứ hai, cái kênh dễ đoán hơn là cái Facebook cá nhân của tôi là để tôi có thương hiệu. Bây người ta gọi tôi là QD Mobile, tại vì tôi có một cái shop tên là QD Mobile. QD là viết tắt của từ Quyết Đàm, đúng không? QD Mobile luôn, mở shop luôn, mở thương hiệu luôn, đúng không? Mở website các thứ luôn, fanpage các kiểu đấy, và có thương hiệu luôn, ai gọi mình là như thế. Và cái thương hiệu cá nhân này giúp mình làm nhiều thứ, mình có profile tốt, đúng không nào? Và cái Facebook cá nhân hãy nhớ nhá, nó là cái điều tốt nhất đấy, dễ dàng nhất, đúng không? Chúng ta hay tìm những cái gì đó cao siêu, nhưng mà những cái bần bình thường là chúng ta bỏ qua. Cái thứ hai mà cái kênh mà tôi muốn nói ở đây đó là cái kênh, cái group Facebook, cái hội nhóm Facebook, hội nhóm Facebook cực kỳ tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà cái đặc trưng của cái group Facebook này nó có tính là cục bộ địa phương, bản thân cái địa phương đó. Các bạn đang ở đâu ạ? Các bạn đang ở đâu? Comment cái tỉnh mà bạn đang ở cho admin nghe này, đúng không? Tôi sẽ chỉ bạn cách kinh doanh này. Và bản thân cái Facebook của tôi làm tôi thương hiệu cá nhân, nhưng mà cái thành công của mình là thành công bởi nhóm. Thành công của tôi là thành công bởi hội nhóm, đúng không? Không phải tôi thành công trên Facebook cá nhân đâu. Facebook cá nhân nó chỉ là cái chất xúc tác thôi, nó cũng là những cái mà khởi nghiệp ban đầu thôi. Thực tế đó, là mình bán hàng trong nhóm rất là nhiều, và cái nhóm là rất là được tuyệt vời. Và ok, ở các bạn đã chia sẻ những thông tin mà các bạn đang ở đâu, thì cái Facebook nó rất là hay, nó có tính cố kết cộng đồng. Và mỗi cái tỉnh ấy, nó luôn luôn có những cái như này. Bạn không tin nhá, hoặc là chưa tin, hoặc là chưa làm, chưa biết, hoặc là chưa tham gia nhiều, hãy xem là tôi nói đúng hay không. Bất kể một cái tỉnh nào á, trên cái group Facebook lúc nào nó cũng có những cái group như thế này: chợ mua bán Thái Nguyên, chợ mua bán Hải Phòng, chợ mua bán Hà Nội, chợ mua bán kiểu như thế, kiểu như thế. Ừ, rồi là nguồn hàng, rồi là gì ạ, rồi là các cái liên quan đến bất động sản, ở cái gì, rồi là chợ mua bán lâm sản, ở ngư nghiệp hay là bất động sản Hải Phòng, bất động sản Thái Nguyên, luôn luôn có những cái nhóm như vậy, đúng không? Các bạn cứ thử xem trên Facebook của mình ấy, tỉnh nào là tỉnh đó nó có cái cố kết rất là cao. Và cái group Facebook này ấy, nó là một trong những cái thứ mà nếu mà học về chuyên sâu về chạy quảng cáo ấy, nó gọi là nhóm. Và trong cái nhóm này ấy, thì cái chuyên sâu của nó là gì ạ? Cái chuyên sâu của nó là nó có cái việc có vấn đề là target được đối tượng quảng bá. Trong cái nhóm đó chứa cực kỳ rất là nhiều khách hàng tiềm năng, và đó là những cái người thực, đó là những cái khách hàng thực ở trên một cái vị trí thực. Và việc cái vấn đề của chúng ta là kiếm được cái nhóm mà tương tác cao. Duy ở đây bán về admin rất là nhiều phụ kiện, bán về admin rất là nhiều thời trang, bán với admin rất là nhiều điện thoại rồi. Bạn Duy ở đây theo admin hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm, Duy Nguyễn đó, đúng không ạ? Bạn đang giơ bàn tay này, hơn 2 năm sắp sửa là qua năm thứ 3 rồi. Bán cực kỳ nhiều, kiếm không ít tiền ở Forex và không ít kiến thức ở đây, rất là nhiều kiến thức luôn, là cái người mà hiểu rõ cái chỗ này nhất. Và trong nhóm đấy bán được cực kỳ nhiều các bạn ạ. Và các bạn kiếm những kênh khó, đúng không, ở trong nhóm tuyệt vời lắm. Bản thân tôi trước đây á, là buổi sáng đi làm á, mình vừa uống cà phê mình đăng khoảng tầm 5-7 bài trong nhóm, trong 5-7 nhóm khác nhau đó. Chưa về mình, trời ơi, inbox ngập trời luôn, inbox rất là nhiều luôn. Và phải có một cái thủ thuật bán hàng ở trong nhóm. Trong nhóm đó là nhóm địa phương, nhóm địa phương mà. Nên thành ra đó,
là người ta rất thích mua những cái hàng mà như kiểu là bán lại tức là bán lại, sang nhượng lại. Nếu bạn không tin hãy thử đi, đúng không, hãy thử đi, chắc chắn là tối nay đang phát mai có đơn luôn đó. Đây là cái điều nó là rất là thực tế và chân thực, chắc chắn luôn đó. Nó phải đôi lúc người ta gọi là chiến lược kinh doanh, nhưng mà cái chiến lược đằng sau chiến lược đó là gì ạ? Cái tiểu xảo với thủ thuật, đúng không ạ? Đó là cái để mà mình gì ạ? Mình bán hàng không đơn thuần và mình không có lừa ai hết, không có lừa đảo ai hết, và nó là thủ đoạn, chính xác, nó là thủ đoạn thôi. Và trong cái nhóm đó người ta rất thích cái bán lại, sang nhượng lại, mua lại của một người khác mà đã dùng, nếu mà liên quan đến phụ kiện nhá, đó, hoặc là mua của một cái người khác mà người khác dư, hoặc là cái người khác mà muốn thanh lý, tức là vào trong đó là người ta muốn có lời. Bản thân tâm lý tham gia nhóm là luôn luôn vào trong nhóm ấy, luôn luôn là luôn luôn muốn mình là người có lời ở trong đó. Có loại hình dung có lời không ạ? Tức là mình muốn vào trong nhóm đó để mình mua được cái món hàng gì đó tốt. Đó là tâm lý ở trong hội nhóm, chắc chắn luôn. Và bản thân mình cũng vậy, mình tham gia cái nhóm về kinh doanh, mình muốn vào trong đó để được chia sẻ kiến thức miễn phí, luôn luôn thế, đúng không? Có kiếm lời trong đó. Mình tham gia với nhóm về mua đồ cũ, mua điện thoại cũ, mua iPhone cũ, mua gì ạ, xe máy cũ, mua đồ cũ, gia dụng cũ gì đó. Mình muốn kiếm được một sản phẩm mà rất là hời trong đó. Đó là tâm lý. Và cái đây là gì ạ? Cái tư duy kinh doanh, đây là cái kinh nghiệm kinh doanh, và nó áp dụng đúng mọi trường hợp, tất cả kênh luôn. Và nó đi liền với việc mà làm content, tức là làm cái bài viết, làm cái hình ảnh, làm sao đó để đánh sâu vào cái tâm lý của khách hàng. Bạn hãy thử tham gia các nhóm, sau đó là cái nhóm đó là tương tác cao, có tính chất địa phương tốt, tức là trong cái địa bàn của mình đang ở trong đó, mình muốn sang nhượng lại, mình muốn bán lại, mình mới mua nhưng mà gì ạ, mà không vừa, tặng mua tặng người này nhưng mà người đấy gì ạ, không vừa, và bây giờ mình muốn bán lại. Và bây giờ ở trong giá dropship thì bạn hình dung rồi, giá dropship cái áo hoodie chẳng hạn nó chỉ có 90 thôi, bạn bán lại bởi mình mua bạn 199, mình muốn bán lại 119.000. Thật sự đây mình lỗ ở bên cũng không để, cũng không mặc, tôi nói thật luôn. Bạn bán chục cái mà một cái mình bạn lời 20.000, chục cái có 200.000, khó không ạ? Không hề khó, đúng không ạ? Nếu mà để mà việc kiếm tiền để trên internet, việc không hề khó nữa là bình thường luôn. Nhưng chẳng qua mình có nghĩ ra để mình làm hay không thôi. Bán phụ kiện nó còn khủng khiếp hơn nữa, đúng không ạ? Bán phụ kiện mà nó còn kinh khủng hơn nữa. Và bản thân ở trong cái nhóm ấy, thực tế có rất là nhiều người cũng làm như vậy, kiểu như, đúng không ạ? Nên là cái việc mà việc này ạ, đã áp dụng với việc mà làm trên marketplace nữa. Cái marketplace với cái nhóm này nó là tương đồng, nhưng mà cái marketplace nó không bị giới hạn bởi phạm vi một nhóm. Cái marketplace là nó target cả một cái tỉnh đó luôn, cả một cái phạm vi khu vực đó luôn, nó không có bị giới hạn bởi không gian, đúng không ạ? Cái nhóm đấy, ở trong nhóm đấy có 200.000 thành viên thì bạn tối đa gọi là lý tưởng nhất có thể tương tác được với 200.000 thành viên hết, thì đấy gọi là giới hạn bởi vị trí địa lý, bởi môi trường, đúng không ạ? Hay là bởi không gian. Ví dụ như bản thân tôi muốn chia sẻ tiếp cái buổi Zoom này cho 100 người, 1.000 người được không ạ? Làm sao mà được? Tại vì trong cái nhóm này nó chỉ có 46 người, thì đó, bán hàng trong nhóm nó cũng như vậy. Còn cái việc với marketplace ấy, cái marketplace nhá, nhớ cái marketplace là bắt buộc phải sử dụng nó, tại vì nó rất là tuyệt vời. Bản thân để tìm bán trên này rất là nhiều đơn, là không thể đếm được số lượng đơn bao nhiêu nữa, cực kỳ nhiều đơn, đúng không? Cả hàng ngàn đơn, vài chục ngàn đơn, thực tế là cả hàng chục ngàn đơn trên marketplace rồi nhá. Nên ra hay sử dụng cái marketplace nữa, đúng không? Cộng với cái nhóm nữa là nó rất là điều tuyệt vời đó. Và cái vừa xong cái tâm lý của khách hàng ấy, nên ra là hãy làm cái tiêu đề ấy, là thanh lý xả hàng, đúng không ạ? Bán giá rẻ, sell up 70%, 80%, 60%, đúng không ạ? Bán hối, đúng không ạ? Bán lỗ vốn. Đấy là những cái tiêu đề mà mình cần phải sử dụng khi mà bán hàng trong nhóm và marketplace. Nếu như bạn không sử dụng các tiêu đề này ấy, thì cái tỷ lệ rất là cùi bắp, chẳng ai tương tác hết, tại vì không điều gì khác biệt, người khác không cảm thấy điều gì có lời ở đây. Nếu không tin thì bạn cứ thử. Còn lại cái việc của bạn làm ấy, nó gì ạ? Đó là việc tùy việc của bạn. Còn cái kết quả ấy, thì ok, cứ làm bây giờ sẽ thấy, đúng không? Còn lại ấy, bản thân tôi cứ làm theo cái mà tôi đang nói này, cực kỳ nhiều, và tôi chỉ cả độ nhóm làm cực kỳ nhiều inbox luôn, cực kỳ nhiều inbox. Inbox nhiều thì nó sẽ ra đơn, đúng không ạ? Quá trình tư vấn nữa thôi. Đó là được 3 kênh, đúng không nào? Và hãy tận dụng tốt Facebook cá nhân, group và marketplace, là 3 kênh rất là tuyệt vời, tạo chuyển đổi ngay lập tức.
ngay hôm nay, ngay bây giờ, đúng không? Ngay sau khi mà buổi Zoom này kết thúc, nếu bạn tận dụng đúng, hiểu đúng vấn đề, bạn sẽ thành công đấy, đúng không nào? Tiếp theo đó là một số cái chiến lược khi mà sử dụng ba kênh này cho hiệu quả, đã làm cho người khác có lời ấy, phải làm cho người ta lời hơn thật là nhiều. Và muốn lời hơn thật là nhiều thì người khác phải mua được cái gì đó cực kỳ rẻ và cực kỳ hời. Thời là cực kỳ lời luôn á. À, và bây làm thế nào? Muốn làm cho người khác bán lời ấy, thì mình phải giảm cái gì ạ? Giảm cái lời của mình. Muốn người khác lời nhiều ấy, thì mình phải giảm lời của bản thân mình. Đúng chưa nào? Và muốn làm được điều này thì chúng ta phải bán hàng theo đơn hàng, bán lời ấy, theo đơn hàng. Chúng ta hay bị dính cái tư duy là bán lời theo sản phẩm. Mình bán cái tai nghe này, mình phải bán cái tai nghe này á là phải lời 50, bán cái dây cáp này là phải lời 10.000, đúng không? Bán cái visa này là phải lời 100.000. Chính cái tư duy này ấy, làm cho chúng ta bị chết cái chiến lược. Chết cái chiến lược là sao? Là tại vì bán như vậy thì nếu mà bán theo combo á sẽ không bán được giá tốt cho khách hàng, đúng không? Em đi bán là bán cái cáp, đúng không? Tôi xả lỗ cái dây, đúng không? Cái cục sạc tặng bạn cái tai nghe luôn, mua này ví dụ như 149.000, đúng không? Tặng bạn cái tai nghe trị giá 78.000 luôn, ví dụ như vậy thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với hàng người cùng marketing, cùng bán hàng với nhau, đúng không? Thay vì người ta mua một cái cục sạc thôi thì chắc chắn là cái điều một bài về cái mặt bản chất trước mắt đấy là cái bài viết của tôi, cái bài sản phẩm của tôi, cái bài đang bán hàng của tôi nó đã thu hút hơn bạn rất là nhiều rồi, đúng không nào? Và tôi chỉ lời một đơn đó, tôi chỉ lời khoảng tầm 40.000 thôi chẳng hạn, tôi không tính theo sản phẩm. Nghĩa là cứ một đơn là tôi lời 40.000 thôi, một ngày tôi làm 10 đơn là tôi có 400.000 rồi, nếu mà lời 50.000 thì tôi có 500.000 rồi. Còn đâu bạn ấy bán nổi 10 sản phẩm không, đúng không? Không thể, khó lắm, đúng không nào? Nếu cứ tư duy theo bán kiểu như là tính cua trong lỗ như vậy thì cực kỳ khó. Vậy nên ra là làm cho người khác lời rồi phải làm cho khách hàng lời hơn nữa. Tại vì nếu như chúng ta không làm ấy thì thằng khác nó cũng sẽ làm và chúng ta sẽ không bán được. Nó đã bán rẻ rồi nó lại còn bán nhiều nữa, đúng không? Và mình sẽ cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy khó khăn trong vấn đề là không bán được hàng. Ok, nhớ nha, người ta luôn ở trong nhóm ở trên market, người ta muốn mua được cái của lời nên ra phải bán rẻ thôi. Và làm sao đấy để đặt cái tiêu đề, đặt cái content, đặt cái mô tả đấy, làm sao đấy để cho người khác trực quan hình dung được là người ta sẽ gì ạ, sẽ mua được cái sản phẩm rất là lời, và người ta rất là muốn mua sản phẩm của những người bán lại chứ không phải muốn mua hàng của những người bán hàng chuyên nghiệp. Có một cái tâm lý cực kỳ hay, một khi mà tôi bán cực kỳ nhiều năm rồi, khách hàng online người ta rất là hay, người ta mà muốn mua cửa hàng thì người ta đến cửa hàng người ta mua rồi. Đó là bạn luôn ạ, cái tâm lý mà của ông nằm vào trong nhóm. Tại vì trước đây tôi không bao giờ vào trong nhóm, bản thân là admin là người mà cũng không phải đến nỗi mà gọi là khó khăn, nên là tôi thích cái gì tôi thẳng đến cửa hàng, chạy thẳng đến shop mua luôn. Sau khi bán hàng online thì tôi mới tham gia nhóm đó. Khi bán hàng online thì tôi mới tham gia nhóm và tôi cảm thấy là điều rất là đặc biệt và đúng chính bản thân mình. Khi mà tham gia nhóm mà mình cũng bị dính ở trong cuồng quay này luôn, tức là mình tham gia nhóm là mình muốn mua hàng rồi, chứ chẳng ông nào tự nhiên không muốn mua hàng mà vào trong nhóm. Bạn cứ hỏi xem nào, trừ khi bạn là người bán hàng, mà đã là người muốn vào trong nhóm để mua hàng ấy, thì người ta luôn muốn mua của cái người mà bán lại, và người ta rất là kỵ cái người đó là bán hàng chuyên nghiệp. Đấy luôn ấy, tại vì admin có hiện tại là bây giờ mở 3 cái shop về phụ kiện và điện thoại rồi, mở 3 shop offline rồi, đúng không ạ? Mở ở Đà Lạt, Ninh Thuận và ở Sài Gòn, đã từng mở 3 cái rồi. Và bây giờ hiện tại tôi đang ở Ninh Thuận nhé, tôi đang ở Ninh Thuận nhé. Bạn nào ở Nha Trang thì hết dịch có thể chạy qua đây, ok, nghiên cứu một tí, đúng không ạ? Đấy, thì gì ạ? Thì người ta rất là thích cái mua hàng của cái người bán lại. Tâm lý này rất là hay, đúng không? Nên là chúng ta hãy giới thiệu mình là mình mua lại, mua thôi, xíu nữa người ta sẽ mua. Chứ nếu mà mình giới thiệu mình chuyên nghiệp lên một tí, bạn sẽ mất đơn. Ok, đấy là ba kênh. Cái kênh thứ tư mà các bạn cần phải tận dụng tối ưu ấy, đó là cái kênh fanpage. Fanpage thì nó tương tự với cái Facebook cá nhân. Xây dựng Facebook cá nhân như nào thì xây dựng fanpage như vậy. Và
vừa xong bạn có một hỏi một câu là làm thế nào để cái Facebook cá nhân nó tốt. Muốn bán hàng trên Facebook cá nhân và fanpage tốt đấy, nó phải là 80-20, 80% là chia sẻ kiến thức, 20% là bán hàng. Đừng bán quá nhiều, đừng lúc nào cũng đăng bài, rất là chán và nhàm, nó không đúng không? Và bây giờ vậy làm sao để có 80-20? Vậy 80% kia không bán hàng thì làm cái gì, đúng không? Thì sẽ đăng những cái, một đấy là đăng những cái thông tin hữu ích liên quan đến sản phẩm của mình, đăng những thông tin hữu ích liên quan đến đối tượng khách hàng của mình mà người ta muốn cuốn hút. Bây giờ tôi muốn bán áo thun, cái áo thun đó là tôi target vào cái dạng là sinh viên, học sinh, nên ra cái content của tôi nó phải mang tính chất trending. Cái trending đúng không ạ? Không thể nào lúc nào tôi cũng muốn ở đau lưng, đau mỏi, thấp khớp được. Không thể lúc nào tôi cũng bật nhạc vàng nghe được. No, no, đúng không? Và cái mà tức là internet nó đơn giản lắm, đó là dẫn dụ và cho đúng thứ cái người khác cần thì chúng ta sẽ được cái điều mà mình muốn. Cái người khác cần cái điều mà mình muốn là bán cái thời trang cho nó, đúng không nào? Cho đối tượng khách hàng là team. Bây giờ mình cái nội dung cái kênh nó mình phải chia sẻ rất là nhiều cái mà đang trend, rất là gọi là drama. Drama tức là cái mà gọi là thị phi ấy, đúng không? Mình phải cập nhật nhanh, nóng hổi, sốt dẻo trên cái fanpage của mình để làm cho cái khách hàng của mình á, người ta thấy ở cái fanpage nó rất là thú vị. Còn thậm chí là nó sẽ luôn. Thì lúc đấy nó mới viral. Viral thì sau này mình bán hàng nó bán được. Chứ bây giờ bạn thử đi lập một cái fanpage nhá. Ngày này đang bán hàng, ngày kia đang bán hàng, đang bán hàng cả năm. Thôi thật luôn á. Bán được. Ok, đồng ý là bán được, nhưng bán được rất ít. Cực kỳ ít. Anh em nào mà làm fanpage không hiệu quả ấy, thì tự xem lại bản thân mình. Đúng không? Còn admin có một cô em gái nó học lớp 8 thôi, đúng không ạ? Lúc năm nó học lớp 8, bây giờ nó học lớp 10, bây giờ nó lớp 8 á, nó đã lập ra một cái fanpage cả chục ngàn like. Mà cái content rất là nhảm nhí, lúc đấy mình đặt ra là tại sao mà một đứa nhóc như vậy nó có thể tạo ra một cái fanpage khủng khiếp như thế. Cái mấu chốt của nó là đúng tâm lý khách hàng mục tiêu. Và bản thân mình lúc nào cũng nghĩ cao siêu, đúng không? Bản thân mà trong Fori ấy, không nói chuyện về marketing, không nói chuyện về bán hàng, không nói chuyện về kiếm tiền ấy, lúc nào cũng nói chuyện kiểu như là đi nói xấu người khác này, đi bôi nhọ người khác này, đi nói chuyện về những cái chủ đề nó không liên quan này. Tôi nói thật, 3 hôm các bạn out hết nhóm. Rõ ràng không? Đúng không ạ? Mọi người cảm thấy đúng không ạ? Đúng thì comment đúng đi ạ. Nghe mà đứng hình hết vậy, đúng không? Xương tác như nào? Đúng không ạ? Comment nào? Ok không ạ? Tương tác đi nào. Đúng không? Nên bây giờ là đăng 20-80% là đăng cái gì? Đúng không? Đăng cái người khác thích nghe. Đây là gì ạ? Đây là cái mà dù các bạn tham gia những cái lớp mà nó gọi là cao cấp cao siêu về digital marketing á, người ta cũng sẽ nói vậy. Đúng không? Và sách vở rất là nhiều đây, đúng không? Mình đọc rất là nhiều sách vở đây thì người ta cũng nói vậy. Đúng không? Người ta cũng nói vậy. Ai cũng nói vậy, đúng không nào? Và chúng ta ít người làm được như vậy, đấy là điều khó. Đấy, đó là điều khó, đúng không? Và 80% đó là ok. Bây giờ ông làm đồ gia dụng đi, là target đối tượng nữ là chủ yếu, đúng không? Đâu phải ông bán đồ gia dụng. Hôm nay ông đăng về cái cách nấu món canh chua chẳng hạn, đúng không? Ủa sao mà cái fanpage bán hàng mà lại bán bài đăng cái cách nấu ăn, có bị ngáo không? Cực kỳ tuyệt vời đấy, đúng không? Suốt ngày đăng bán hàng mới là ngáo ấy. Tôi nói thật bạn luôn ấy, đăng bán hàng là rất là ngáo mà. Người ta sẽ bỏ like hết luôn, người ta không bao giờ theo dõi luôn. Cái fanpage mà không có người theo dõi một thời gian dài ấy, nó sẽ là cái fanpage bị chết. Tức là chẳng ma là quan tâm nữa. Tôi là người đang quản trị hơn khoảng 200 cái fanpage, đúng không? Tôi biết thừa, đúng không? Đây anh em nào mà làm chuẩn chỉ, chăm chú, đúng không? Chính xác thì đỉnh cao luôn. Facebook không cần chạy quảng cáo bán được hàng. Tôi nói thật sự luôn đấy. Admin có những cái kênh bán máu lửa luôn, đúng không ạ? Mà chẳng cần phải chạy quảng cáo. Thật sự đấy. Không phải tôi chém gió là để cho vui, để chém gió cho các bạn đâu. Ở trong đây các bạn Duy này theo admin rất là nhiều, và có bạn Duy, có bình thường có một bạn nữa tên là Thắng, đúng không ạ? Là hai anh em đó theo tôi 3 năm.
làm kênh nào là có đơn kênh đấy, chẳng qua là có muốn làm chuyên sâu hay không thôi. Là bất cứ kênh nào là có đơn kênh đấy, tại vì nó là nó với sao tôi nói rồi, cái kinh doanh nó là gì ạ? Nó là cái khoa học, nó là khoa học tự nhiên. Các bạn dùng toán lý hóa văn chỉ địa đúng không, thì nó sẽ ra là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Cái vấn đề về cư xử với con người ấy, đối xử với khách hàng, đó là khoa học xã hội nhân văn, đúng không ạ? Còn cái vấn đề liên quan đến vấn đề về kinh doanh, marketing, tính toán ấy, thì đó là khoa học tự nhiên, nó được lắp ráp bởi những yếu tố, và các yếu tố đấy là mình học được, làm được, ghét được, đúng, nó sẽ ra chuyển đổi chắc chắn 100%, không đường nào khác được, đúng không ạ? Chắc chắn luôn ạ, đúng không ạ? Không bao giờ khác, chẳng qua là chúng ta không làm đúng như vậy, chắc chắn, đúng không? Ok. Và đây đồ thao dụng, đúng không nào? Thì phải có một cái chiến lược, không phải đơn thuần mà có những người người ta dạy cái khóa về làm content 30-40 triệu đấy các bạn ạ. Khóa về dạy viết content và chiến lược content xây dựng kênh ấy, vài chục triệu. Mà cái content đấy là cho cả một cái doanh nghiệp luôn, chứ không phải đơn giản đâu, đúng không? Có nghĩa là trên fanpage đăng cái gì, trên TikTok đăng gì, trên YouTube đăng gì, trên website đăng gì. Đó, cái thiết kế ở shop đăng cái gì, làm cái gì. Bạn thấy cái nhãn hiệu lớn nó tự nhiên đấy, không có gì tự nhiên đâu các bạn. Đúng không? Em người đã từng mà vào trong những cái shop, đúng, đặc biệt là thế giới di động á, các cái bài trí của nó ấy, năm nay nó bài trí như vậy, năm sau nó bài trí theo cái cách khác, năm nay ở cái tủ nó là đứng, năm sau cái tủ nó nằm ngang, không phải tự nhiên đâu. Đó là cả một bầu trời tư duy về kiến thức đó, và đó là chiến lược, đó là content của nó đó, đúng không? Chứ không phải tự nhiên. Và chúng ta muốn không bị bấp á, thì chúng ta phải có một cái chiến lược content cho mình, đúng không? Làm gia dụng đấy, thì hôm nay chúng ta đăng cái vấn đề ở các cái bí quyết để gì ạ? Để các đồ dụng ở trong bếp bằng sắt không bị han rỉ, Google đây, đúng không? Bí quyết để gì ạ? Làm cho son nồi nó trắng sáng hơn, đúng không? Bí quyết, hàng nghìn cái bí quyết, chẳng có cái gì mới hết, Google có hết, copy lại, đăng lên. Làm sao ngắn gọn, xúc tích và trực quan. Và cái trực quan muốn có, phải biết làm hình ảnh, đúng không? Phải biết làm hình ảnh, đúng không? Và không biết làm hình ảnh thì chúng ta thôi rồi đấy, coi như là gì ạ? Người ta nói rằng đấy, à, sống mà không yêu, đúng không ạ? Làm hết chết một nửa cuộc đời rồi, mà kinh doanh mà không biết làm hình ảnh thì coi như là vứt một nửa cái cuộc đời làm kinh doanh rồi, rõ ràng luôn, đúng không ạ? Tại vì kinh doanh cái ảnh nó cực kỳ khủng khiếp, nó quan trọng lắm, và cái ảnh nó mang tính chất trực quan đấy, biết như là bí quyết, đúng không? Đúng không? Bí quyết nấu canh, đúng không ạ? Rau má ngon chẳng hạn, đơn giản, nó nhảm nhí vãi ra, nhưng mà cái hình ảnh nó quyết định đến sự thành công, và cái fanpage ấy càng ngày nó càng được nhiều người chia sẻ, càng ngày nó kéo like lên, và cái like đấy là đúng tệp khách hàng tiềm năng của mình. Sau đó mình bán cái con dao thôi cũng bán được cả ngàn cái rồi, chứ đừng nói là bán những cái cao cấp khác, đúng không nào? Và cái này là cái khó. Và gì ạ? Khó cũng giống như cái việc ngày hôm nay có khoảng 50 bạn nghe cái buổi, đúng không ạ? Nghe buổi training này. Nhưng mà ngày mai ấy, chỉ còn độ khoảng tầm 5 bạn đi đến cuối cùng với công việc này thôi. Khó như vậy, đúng không? Và ai cũng nghe, cũng cảm thấy dễ, nhưng mà cái thằng nào làm được ấy, thằng đấy là thằng thầy làm khác. Thế thôi, đơn giản là như vậy. Ok, đúng không? Và hãy kiên trì với cái vấn đề này, viết ra. Có một chiến lược đăng bài. Viết như về phụ kiện điện thoại, đúng không? Hay là những cái cách, đúng không? Không phải liên quan đến phụ kiện điện thoại, liên quan đến công nghệ nói chung. Những thằng liên quan, những thằng thích công nghệ ấy, nó rất là thích nghe những cái liên quan đến từ, liên quan đến kỹ thuật. Hãy cho nó xem những cái content như vậy, hãy copy về, hãy đăng tải về, đúng không nào? Hãy đăng lên trên đấy và bắt đầu chia sẻ vào trong nhóm, gọi là mồi content, bán hàng, nhưng mà không phải bán hàng thì đó mới gọi là bán hàng. Còn bán hàng mà lúc nào hôm em đăng bài không ai mua hết, ngày mai em cũng đăng bài không ai mua hết, một tháng sau em đăng bài không ai mua hết, xong rồi em bỏ cuộc vì gì ạ? Em thấy rằng em không có duyên với kinh doanh, đó là mày không biết làm marketing, mày chẳng biết mẹ gì về kinh doanh hết, nên rằng một năm hay 10 năm mày cũng làm như vậy ấy, thì cũng sẽ không phải là thằng làm kinh doanh chuyên nghiệp, tại vì chẳng hiểu gì về khách hàng, đúng không? Do vậy ấy, nếu mà không hiểu về con gái ấy, đúng không, thì đi tán gái sẽ không vào được, đúng không? Xấu nhưng mà mình phải có gì ạ? Kết cấu đẹp rồi, nhưng mà phải có nhiều tâm lý nữa thì xấu vẫn tán thì gái xinh. Còn đã xấu rồi, vô duyên rồi, đúng không? Kết cấu không đẹp nữa thì nói thật luôn là không bao giờ, đúng không? Tán được ai? Rõ ràng, đúng không? Đấy là các ông phải nhìn nhận như vậy, nên ra là
kinh doanh nó cũng là một câu chuyện giữa gì ạ, giữa chàng trai và một cô gái. Khách hàng là những cô gái rất là đỏng đảnh, chúng ta đi mua hàng đỏng đảnh không ạ, mình là người có tiền mà đúng không, lúc nào chẳng đỏng đảnh, đấy là rõ ràng đúng không? Ông lúc nào cũng muốn là khách hàng, ông cũng muốn là thượng đế mà, thì khách hàng có như vậy thôi, và làm sao đấy phải diện chiều được khách hàng đấy, hay là mình vào vị trí của khách hàng, người ta đang cần gì cho cái đó. Nên cái fanpage về admin về đào tạo ấy chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức liên quan đến marketing, liên quan đến kinh doanh, và càng ngày nó càng nhiều người lên. Admin có một cái fanpage về sách đúng không ạ, chỉ đăng những cái câu triết lý thôi, 6.000 like nhanh chóng của đấy, rồi sau đó không đăng, ngày nào cũng có người like, tại vì có rất là nhiều người cần những câu triết lý đó, mà người ta còn share nữa cơ, tại vì đơn giản là nó đúng tâm lý. Anh em mình không tin hãy làm một cái liên quan đến cái tuổi ô mai ấy, cái tuổi tình yêu ấy, ừ, cái tuổi đó nó đông lắm, nó đông đảo, và ngày nào cũng có đứa bị thất tình, cứ đăng cái status theo cái cảm xúc của một người con gái ấy, con nói thật luôn, khoảng tầm hơn một tháng hoặc là cái fanpage của bạn hơn 1.000 like, bạn bán khá khá, bán được đấy, đúng không? Tại vì em đã thử rất là nhiều rồi và khá thành công với cách này. Nên ra bảo việc xây dựng một fanpage khó, xây dựng một kênh marketing khó, khó hay không là do chiến lược của thằng quản trị, và mình không có tư duy, mình không có kiến thức, mình không có nghĩ ra để làm, và mình nghĩ ra được mà mình không làm tới cùng cũng không bao giờ thành công được. Ok, đó là vấn đề về fanpage, ok chưa? Còn các cái kênh sau thì nó liên quan đến vấn đề về năng khiếu và cái độ gì ạ, chiến của mình. Ngày hôm nay không có Phượng vào đúng không ạ? Phượng là một bạn rất là chiến, và mình bảo là bây giờ muốn bán thời trang tốt đấy, cần phải live stream. Rồi bạn đến ngày nào có đơn, live stream rất là tốt, và lấy cái live stream đó lúc nào cũng có người inbox, lúc nào cũng có người muốn mua. Không nhất thiết là mình phải đẹp trai, cũng không nhất thiết là mình phải xinh gái, miễn sao là mình phải có duyên một tí là được, đúng không nào? Hãy marketing bằng cách live stream đi. Còn nếu mà các bạn ngại thì bỏ qua kênh này, tại vì gì ạ, còn nhiều kênh khác nữa mà. Ừ, coi như là chúng ta không có duyên đấy, và chúng ta không làm nha, chứ không phải là đi không bày, và chúng ta đúng không? Các bạn dám ngồi đây nói chuyện chém gió như thế này với các bạn khác không? Một là không có kiến thức, đúng không? Không có kỹ năng, không có khả năng sư phạm, không thể nào nói chuyện được, đúng không? Mà gọi là lên nó đi, làm đội nhóm cộng tác viên đi, hướng dẫn cộng tác viên bán hàng đi. Chúng ta không có năng khiếu sư phạm, lấy gì mà chúng ta phải? Và bây giờ đó, chứ không phải là gì ạ? Nó không phải là bít cửa, không có gì bít cửa hết. Và cái live stream như vậy, nếu bạn không dám làm á, trước đây thì trước khi mà cái Zoom nó có thì mình hay live stream ở trong cái group, cực kỳ nhiều live stream luôn ở trong kiếm tiền online, về affiliate, về drop, sau này là drop shipping, sau này là về marketing, rất là nhiều live stream chứ không phải là như thế này đâu, đúng không? Và live stream của mình có fan luôn đấy các bạn, rất là nhiều bạn rất là thích nghe, đúng không? Rất là thích nghe luôn, lúc nào cũng hỏi hôm nay có lên live stream không, hôm nay có lên live stream không, rất là nhiều, đúng không? Và cái cách nói chuyện, cái cách kể chuyện mà cách hướng dẫn của mình nó rất là chân thật và người ta cảm thấy dễ hiểu. Livestream là một trong những kênh bán hàng tuyệt vời, hãy sử dụng nó nha. Và nếu như bạn không làm được thì đó là thật sự là đáng tiếc đấy. Ok. Và livestream đúng không ạ? Sau đó là cái Instagram, Instagram thì build kênh, tức là xây dựng kênh ấy, giống như là fanpage, giống như là Facebook cá nhân, 80-20 lúc nào cũng là như vậy, chuyển đổi rất là nhiều luôn đó, chuyển đổi rất là cao. Và trên Instagram thì nó có sự phân tầng khách hàng, cái Facebook ạ, nó loạn xạ luôn. Còn những cái Instagram á, bán hàng rất là hay, trên đó là những người, trên đó là những người rất là thật, thật, và số lượng đó là số lượng gọi là e-review ấy. Mình làm cái tỷ lệ ra đơn hàng cao lắm đó, tại vì cái số lượng người trên đó người ta là những khách hàng rất là thật, chứ không phải giống như Facebook ảo, nó có clone, đúng không? Ok, đấy là vấn đề về Facebook marketing. Còn một cái nữa là chạy quảng cáo, hãy thử chạy quảng cáo nếu mà bạn có một cái tài khoản, đúng không? Và một cái thẻ Visa kết nối lại và bắt đầu bỏ tiền để chạy quảng cáo. Hãy học từ việc là target cơ bản thôi, đúng không? Target về vị trí, target về độ tuổi, target về các giới tính, mà như vừa xong tôi nói là cái người đó người ta thích gì, đúng không? Thì mình target vào, đúng không? Người ta muốn bán áo, đúng không? Muốn bán áo thun hay muốn bán phụ kiện thì người ta phải thích về công nghệ, người ta phải thích về thời trang, người ta ghét vào cái vấn đề đó. Hãy thử về chạy quảng cáo, đúng không? Biết đâu bén duyên với chạy quảng cáo là giàu luôn, chứ không cần phải làm gì nhiều đâu, cũng không cần phải bán hàng, đúng không? Cần một cái Facebook
đúng không? Và chạy quảng cáo được thôi là đã kiếm tiền vài chục triệu rồi. Và thực tế trong Foy có rất nhiều bạn đã làm được điều này rồi. Chạy quảng cáo thời trang các bạn bán được rất là kinh khủng luôn, rất là nhiều hàng, bán được rất là nhiều sản phẩm luôn, rất tuyệt vời luôn. Và đó là cái kênh về Facebook Marketing, đúng không? Một module của Facebook Marketing đã nghe đấy, đã thấy quại rồi đúng không nào? Đó, Facebook cá nhân, fanpage, group, marketplace, đúng không nào? Đấy, Instagram, đó, chạy quảng cáo, ngoài ra còn có Messenger, bản tin, đúng không nào? Livestream nữa, rất là tuyệt vời nếu mà sử dụng tổng thể và kênh Facebook. Đây, người sáng tạo Facebook. Mình đã nói với rất là nhiều bạn mà học viên của mình rằng là như thế này. Nếu như Facebook đóng cửa lại, không phải là một mạng xã hội ấy, mà nó là một nền tảng kinh doanh ấy, thì tôi không biết rằng ấy, là thu phí bao nhiêu một tháng. Nó rất là toàn diện nhá. Cái group ấy, nếu như mà để mua một cái module hoặc là mua một cái server để tạo ra một cái nhóm, đúng như cái hội nhóm ấy, cực kỳ nhiều tiền luôn các bạn. Hai nữa là tạo ra một cái blog cá nhân, ít nhất là một cái blog cá nhân, thì cái fanpage nó giống như cái blog cá nhân, hoặc là cái Facebook cá nhân của mình ấy, nó giống như là một cái blog, là blog chia sẻ, nó còn có cả chức năng thương mại là bán hàng ở trên đó, nó ở trên cái fanpage nữa, nó có một cái công cụ bán hàng nữa, rồi sau đó là cái marketplace nó có cái công cụ bán hàng nữa, nên nó cực kỳ khủng rồi, nó còn có chức năng này Messenger trao đổi với khách hàng nữa. Nói chung là Facebook cá nhân thôi là một kênh rất là tuyệt vời rồi. Thật sự luôn, đã sử dụng được Facebook cá nhân thôi là đỉnh cao luôn. Và admin đang sử dụng Facebook cá nhân rất là tốt, đúng không ạ? Sau này mới là nghiên cứu về gì ạ? Sau này tôi mới nghiên cứu về Shopee, chứ không phải là Shopee đâu. Shopee tôi làm rất là lâu rồi, nhưng mà tôi không đánh giá cao nó, cho tới khi tôi phải nhìn nhận lại là mình phải làm Shopee, thì lúc đó mình mới làm Shopee. Còn lại Facebook cá nhân đã là tuyệt vời lắm rồi, đúng không? Ví dụ như là tạo cái group chẳng hạn, tuyển 1.000 cộng tác viên về, bạn vào trong cái group phụ kiện điện thoại của em đã biết đó, trong cái nhóm phụ kiện điện thoại có cái group đó 3-4.000 người gì đấy, đúng không? Mỗi người bán cho mình một đơn thôi là cũng được 1.000-2.000 đơn rồi, mà làm sao để cho người ta bán được đơn cho mình, đúng không? Chính sách như thế nào, cách thức như làm sao, đúng không? Chiết khấu như thế nào đó, hướng dẫn cách bán hàng ra làm sao, có muôn vàn thứ để mình bán hàng, đâu phải cứ giới thiệu ở bạn có mua phụ kiện thôi không. Đó là một, đó là bán lẻ. Cái bán thứ hai là bạn có muốn kinh doanh phụ kiện cùng tôi không, khác hoàn toàn, mua phụ kiện của tôi không, tức là bạn muốn mua về sử dụng không ấy. Bạn muốn kinh doanh phụ kiện với tôi không ấy, tức là hợp tác đối tác và bán sỉ ấy. Ok chưa? Nếu bán lẻ không tốt thì hãy có bán sỉ, bán sỉ không tốt nữa thì làm cộng tác viên bạn muốn kiếm tiền với tôi ở nhét phụ kiện điện thoại hay không? Bạn không cần nhập, đúng không? Không cần bỏ vốn, không cần gì hết, có đơn báo tôi lợi nhuận 50-50, đẹp chưa? Sở hữu một trong tay khoảng tầm 500 anh em, ok, làm được việc thôi là cứ một ngày báo vài chục đơn, tuyệt vời luôn, đúng không? Đấy, mà cái mô hình dropship này với anh em mình, admin cũng làm tương tự như vậy, và tôi hướng dẫn đây để anh em bán được hàng mà. Và cái tỷ lệ lợi nhuận của tôi cực kỳ ít thôi, biên độ lợi nhuận anh em mình có thể làm dropship với kho nào cũng được. Nhưng mà tôi thấy rằng đấy là sau khi mà bạn nghiên cứu ấy, về Foree là dễ sống nhất, dễ thở nhất và đi được xa nhất, tại vì nó đơn giản, không có dài dòng, không có phức tạp, và nó rất là trực quan. Đó là cái mà tôi đang làm, đúng không? Và về cả ngàn người, mỗi người bán mình một đơn thôi là mình còn có rất là nhiều cái tư duy, nó đúng rồi, nhưng mà phải làm được nó thì mình phải làm rất là nhiều, đòi hỏi mình training, mình hướng dẫn, mình phải làm ra các template, tức là các cái mẫu sẵn rất là nhiều, rất là nhiều để cho người ta bán được hàng của mình. Đó là khó, đúng không? Cái gì cũng khó hết, mà mình bán rất là nhiều thứ bằng nhiều kênh như vậy thì mình sẽ thành công thôi, đúng không nào? Anh em mình bảo bán lẻ được, ok, bạn đã bán sỉ chưa? Chưa bán sỉ và bán qua cộng tác viên chưa? Chưa mà, đúng không? Chưa làm hết mình mà, đúng không nào? Bạn hãy nhớ rằng làm cách mạng, kinh doanh là một cuộc cách mạng, mà đã là cách mạng rồi có nghĩa là một cái cuộc thay đổi lớn. Định nghĩa, cách nghĩa của cách mạng là một cái cuộc thay đổi, mà thay đổi, đúng không ạ? Và
cái Covid này là chống dịch như chống giặc, đó là một cuộc cách mạng chống mới gì ạ, giặc gì ạ, giặc dịch bệnh, mà phải làm cách mạng đấy. Và muốn làm cách mạng tốt là phải vận dụng toàn bộ trí lực sáng tạo tất cả luôn. Và đến bây giờ chúng ta ngồi ở nhà đâu được đi đâu đâu, anh em nào đang dính chỉ thị 16 giống như admin là ngồi ở nhà thôi, tức là vận dụng toàn bộ mọi thứ vào trong đó để tạo ra một cái cuộc chuyển đổi. Chúng ta đã tạo ra sự chuyển đổi gì chưa, đúng không? Bản thân nhận thức của mình không có sự gì, không có chuyển đổi gì cả thì không ăn thua rồi. Đó là cái không ăn thua thứ nhất. Về vấn đề chiến lược kênh bán hàng, chúng ta cũng không có sự chuyển đổi gì cả, đó là gì ạ, hạn chế. Cái thứ hai về vấn đề bán hàng, chiến lược bán hàng, chúng ta cũng không có gì khác biệt, chỉ bán lẻ đơn thuần, đó là cái hạn chế thứ ba. Và chúng ta chẳng có một cái gì gọi là cách mạng đây hết, kinh doanh tất yếu nó thất bại, đúng ạ. Nếu đúng, nếu hay thì mình like phát nào, đúng ạ, mình cảm thấy tuyệt vời nào, đúng ạ, comment tuyệt vời nào, đúng ạ, để mình qua thêm một cái module tiếp, đúng ạ, về một số kênh cơ bản nữa. Và trong buổi này ấy thì cơ bản như vậy, thêm một số kênh nữa thôi, này mình sẽ chuyển qua chủ đề khác, đúng không nào? Ok, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Và các buổi học này ấy, thì nó liên quan đến vấn đề về lý thuyết và nó liên quan trực tiếp đến các vấn đề về tư duy. Vì sao? Tại vì tôi nghĩ rằng là toàn bộ anh em mình ở trong này ấy, thì vấn đề kỹ năng ấy, không phải là vấn đề kinh khủng. Kỹ năng ấy, trước đây á, cái kỹ năng ấy, tại vì sao? Tại vì ở cái thời trước á, người ta phải training kỹ năng rất là nhiều. Bạn hãy hình dung như thế này này, là trình độ dân trí của mình khá là thấp ngày xưa, nên người ta phải training các vấn đề về kỹ năng. Còn lại bây giờ là anh em mình thật được tiếp cận với máy tính, được tiếp cận với điện thoại rất là sớm. Rất là ai không có điện thoại hết, ai không có điện thoại thông minh hết, đúng không? Và cái kỹ năng nhận thức của mình là ở mức độ là ok, rất là căn cơ rồi. Nên cái thiếu của mình đó là cái tư duy, cái kiến thức, đúng không? Và trong đây là cái buổi học về chia sẻ về tư duy và kiến thức thôi, mà tôi nghĩ rằng là anh em mình đã không biết rồi, đúng không? Thì cái này thì nó là cái căn cơ hơn cái việc mà, và về vấn đề về kỹ năng đơn thuần là anh em mình biết hết đấy, chẳng qua là nó không rõ nét thôi. Biết hết là biết hết ở cái điểm nào, biết hết là ở chỗ một đó là, ví dụ như là làm sao để có một cái ảnh đẹp hơn trong marketing, đúng không? Mình phải biết trên khung, mình phải làm logo, hay là mình tạo ra một khung mới, mình làm ra một cách mới, mình học những người đi trước, hoặc là học những đối thủ mạnh hơn. Bản thân tôi cũng học những đối thủ mạnh. Và có một triết lý như thế này, trước khi mà muốn vượt cái thằng số 1 á, là phải bằng nó trước hãng. Nhưng mà còn lâu mình mới vượt được bằng số 1, đúng không nào? Thì mình phải làm sao cố gắng sát nhất có thể đối với nó, thì mới có một ngày nào đó khi mà nó suy yếu thì gì ạ, thì mới vượt hơn được nó. Chứ bây giờ á, mình yếu trăm đường rồi mà mình lại cũng không có, đúng không? Mình không bằng được cái thằng đầu tiên ấy, thì làm sao mà có cơ hội gì vượt mặt nó được. Hình ảnh không biết làm thì phải học thằng tốt nhất, còn đen chưa biết làm thì mình phải học thằng tốt nhất. Cách thức không biết làm mình cũng phải học thằng tốt nhất. Cách thức là như nào? Mình không biết tư vấn, hãy inbox vào trong cái fanpage của thằng tốt nhất xem nó tư vấn ra làm sao, đúng không? Xem cái hình ảnh ở trên cái fanpage của thằng tốt nhất đó, nó đang làm cái gì với cái ảnh đó. Nó cũng là bán điện thoại, nó cũng là bán cái phụ kiện, mà tại sao cái phụ kiện của nó bán được 100.000 mà mình bán 40.000 không thằng nào mua, đúng không? Không chó nào nó xem. Làm sao lại như vậy, đúng không? Rõ ràng đã là mình phải đi học, chứ không phải là một mình là một kiểu được. Và cái vấn đề kỹ năng này anh em mình là thừa thật sự luôn, đúng không? Ông nào mà chẳng có camera 360, đúng không nào? Ông nào mà chẳng có đã từng chỉnh sửa ảnh để đẹp hơn để up Facebook. Có anh em nào mà không làm đấy thì nhưng có khó tìm đấy, đúng không ạ? Cần phải đưa vào viện bảo tàng, đúng không? Chắc chắn là những cái kỹ năng cơ bản đó là anh em mình đều nhận thức hết. Còn cái vấn đề về tư duy này là mới là cái khó này, đúng không? Hôm sau á, có thời gian thì mình sẽ vào trong cái vấn đề về chỉ dẫn, cách làm sao, cách này kia như thế nào. Nó đơn giản thôi, anh em biết hết đấy. Đó. Và chúng ta phải nhìn nhận với nhau là như vậy, đúng không? Giống như là vừa xong các kiến thức cơ bản Google nó có hết á,
đúng không? Chúng ta chỉ cần làm sao đấy để lấy được những cái thông tin đấy, nó phù hợp với cái fanpage của mình, phù hợp với cái quá trình mà building của mình. Bây giờ mình building về vấn đề mỹ phẩm, mình phải chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến làm đẹp chứ. Lúc nào bán làm sao mà được, làm sao mà ai mua, ai tin mà mua. Đúng không? Đó là những cái mà nó cơ bản, căn cơ rất là đơn thuần, ai biết. Đúng không? Mình thấy hay quá mình phải share chứ. Mà mình share là mình không share về như vậy được, mình copy luôn về, chỉnh sửa lại một tí, thêm cái đầu một tẹo, thêm cái đuôi một tí, chỉnh làm lại cái ảnh theo cái ý của mình một tí, mà cái ảnh đó nó phải chuyên nghiệp, cái font nó không bị lỗi. Đặc biệt là mấy ông gọi là làm marketing 50%, tức là nửa mùa, đúng không ạ? Làm cái, đúng không? Anh em mình thấy cái hình ảnh đúng không ạ? Cái font chữ nó không bao giờ bị lỗi, đúng không ạ? Cái font chữ này nó không bao giờ bị lỗi, cái font chữ này không bao giờ bị lỗi, nó rất là chuẩn. Ông chữ này là một kiểu, chữ này là một kiểu, đó là kiểu thể hiện gì ạ? Sự thiếu chuyên nghiệp trong vấn đề làm gì ạ? Làm hình ảnh, làm content. Và đó là thể hiện sự không tôn trọng khách hàng. Nên là mình mà nhìn thấy ông nào mà làm ảnh, làm bìa ảnh và các thứ á, mà font chữ bị lỗi á, đó là cái mà không thể chấp nhận được trong người làm marketing. Rất là khó chịu, đúng không? Và anh em rất là nhiều người bị dính đến lỗi này, chữ rất là khó chịu luôn ấy, nhìn thấy là khó chịu rồi, đúng không ạ? Mà gì ạ, không biết là anh cái mắt thẩm mỹ như thế nào, lưu ý ở chỗ đó về cái hình ảnh cực kỳ quan trọng luôn. Với sao em đã nói rồi, trong kinh doanh mà làm không biết làm hình ảnh ấy, là gọi chung là bị thất bại 50% rồi. Rõ ràng đấy, đúng không ạ? Chân ái đấy, chân lý đấy. Tại vì cái bán hàng nó chỉ là ít lắm, đơn thuần lắm, dễ dàng để bán được một cái tắt, một cái tai nghe, một cái ví da, một cái đồng hồ, một cái điện thoại, một cái gì cũng được. Tại vì chúng ta đặt cả cái uy tín của mình vào trong đó thì mình sẽ bán được. Đã bao giờ mình bán hàng mà mình đặt uy tín của mình bán hàng chưa? Mình bán những sản phẩm rất là nín thở, đúng không ạ? Nhờ một cái 12 Pro Max nó rơi vào khoảng tầm 30 triệu. Trước khi mà nó về Việt Nam nó rơi vào 50 triệu, đúng không ạ? Mình đặt cả một cái tâm lý, một cái uy tín của mình vào đấy để mình bán hàng cho khách hàng, chứ đâu phải là đơn thuần nữa các bạn. Wow. Còn mấy cái cơ bản căn cơ ấy, hỏng hóc là chuyện bình thường, lỗi là chuyện bình thường, mua cái tai nghe nó không nghe được là chuyện bình thường, mua cái cáp nó bị đứt là chuyện bình thường, làm sao mình kiểm tra được? Tuy nhiên rằng đấy, lỗi thì đổi thế thôi, đúng không? Nhưng mà mình phải xác định đấy là mình phải để toàn bộ vấn đề của mình vào trong nó. Nên cái vấn đề mà ví dụ như tôi muốn làm gì đó chiến lược, đúng không? Tôi muốn bán cái ví da, muốn bán cái đồng hồ hay là muốn bán cái gì đó, đúng không ạ? Thường là gì ạ? Tôi lấy sản phẩm về, đúng không ạ? Lấy sản phẩm về, đó. Lấy sản phẩm về và gì ạ? Lấy sản phẩm về, ví dụ như là bán phong thủy, em bán phong thủy rất là tốt. Mình phải cầm trên tay như thế này để mình xem nó đẹp hay không, nó thực tế hay không, đúng không ạ? Nó có tốt hay không, nó có ok hay không, và chính bản thân mình cũng phải là cái người, đúng không ạ? Mà mình phải là người sử dụng nó luôn, đúng không ạ? Mình thích, đúng không ạ? Mà mình tư vấn được thì người ta gì ạ? Người ta sẽ ok, người ta sẽ rất là ok và người ta hài lòng, người ta sẽ mua sản phẩm của mình thôi. Và anh em mình bán hàng á, chẳng biết thực hư thế nào, rất là khó. Và tôi nghĩ là dropship không cần phải nhập hàng. Nhập hàng tức là ôm số lượng lớn. Còn vấn đề mà mình làm review chẳng hạn, mình chụp một cái bộ ảnh mới chẳng hạn, đúng không? Mình phải lấy những sản phẩm mẫu mà mang tính chất chiến lược của mình. Vừa sau này khi nói rằng đấy, hãy chọn ra 5 sản phẩm chiến lược, mọi người hình dung không ạ? Còn nhớ không ạ? Nên tôi nói rồi, anh em mình không bao giờ ghi chép đấy, là chúng ta sẽ khó để nhớ lắm. 5 cái sản phẩm chiến lược đó rất là rẻ, rất là bình thường, rất là bình dân, và chúng ta hoàn toàn có thể lấy về được, ok, để mình xem nó ok hay không, và mình có thể bán được nhiều hay không, để gì? Có được bộ ảnh khác biệt. Và chính cái bộ ảnh khác biệt này sẽ làm được giá cả khác biệt. Bạn bán 50.000, tôi bán 100.000. Bạn bán 100.000, tôi bán 199.000. Lúc nào cũng cao hơn rất là nhiều. Và quan điểm của tôi chẳng bao giờ so sánh với Shopee hết. Tại vì bản thân này, như vừa sau đã nói rồi, tôi không bán trên Shopee, đúng không? Có Duy ở trong này, đúng không? Có một số bạn đã theo em rất là lâu rồi, sau này tôi chẳng bao giờ nói chuyện nhiều ở Shopee hết. Tại vì Shopee là cái kênh nó phá giá khủng khiếp nhất. Và cái căn bản như thế này, chẳng phải ai lúc nào cũng lên Shopee săn sale giống như các bạn. Nó chỉ là một bộ phận thôi, nhiều nhưng không phải là tất cả, đúng không? Thế nếu như mà ai cũng mua hàng online thì mấy quán offline người ta dẹp hết à? Offline người ta vẫn sống mà, chẳng qua là bị giảm thị phần thôi. Chứ nếu như mà sản Shopee nó ra, chẳng lẽ bán hàng trên Facebook chẳng ai bán được à? Đúng không?
nó cũng chỉ là một phần thôi, nên ra đừng quá quan trọng cái vấn đề đó, chẳng qua là mình không không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ông nào mà vào trong bảo Shopee giá cao hơn giá dropship, giá cao hơn giá Shopee, tôi nói thật ông luôn, bản thân tôi là kho, bản thân tôi là nguồn đấy, tôi còn bán giá còn rẻ hơn là giá tôi nhập. Tức là gì ạ? Bán lỗ để gì ạ? Để kéo. Nên là bạn so lên trên đấy làm sao mà so lại được với sỉ lớn, chẳng thằng nào xây so được hết. Tôi bán lỗ cái đó để có lời cái khác, đó là cái chiến lược, đúng không ạ? Mà lên trên đó mà cầm 2-3 sản phẩm lên so đấy thì chắc là khả năng là chẳng bao giờ kinh doanh được, tại vì chẳng hiểu gì về kinh doanh, đúng không? Mà gì ạ, trên đó là nó bán như vậy thôi, nhưng mà trên kênh khác thì nó không bao giờ bán như thế, nó bán cao lắm, nó bán giá phải có lời chứ kinh doanh mà thằng nào chẳng có lời, đúng không? Bạn hình dung là như vừa sau anh Vin nói rằng đó là riêng cái thằng Facebook á đã là cả gì ạ, cả chục kênh rồi, thì cái thằng mà nó làm lớn ấy, nó đã cũng rất, sử dụng rất là nhiều kênh, nó hy sinh mỗi kênh đó để gì ạ, để nó duy trì thôi. Nên nhớ là như thế, chứ không phải là gì ạ, cả một đống sản phẩm nó chỉ hy sinh một số sản phẩm chiến lược. Vừa sau kia bảo là phân loại ra ba cái nhóm, đúng chưa nào? Nên nó liên quan mật thiết đến vấn đề marketing. Có những cái sản phẩm phễu hoặc là sản phẩm trung bình ấy, bán hòa hết đi, bán lỗ luôn cũng được, để nó ra chuyển đổi vào ăn cái sản phẩm chiến lược. Và chúng ta có lựa chọn, chúng ta ngay từ ban đầu xây dựng shop chúng ta có hình dung được điều này không ạ? Không hình dung được lúc nào cũng muốn lời thì làm sao bán được hàng? Chẳng bao giờ bán được hàng. Và lúc này lúc nào cũng so sánh rồi, so giá đây cao hết, giá kia cao hết. Tôi nói thật luôn, hàng ngàn nhóm khác nhau giá nào cũng cao hơn trên Shopee hết. Rồi ông mở gì ạ? Ông nhập hàng về đến tận kho của ông, ông lên trên giá so vẫn có hàng rẻ hơn ông. Thế mới tài chứ, đúng không ạ? Hàng rẻ rồi có hàng rẻ hơn, có những thằng nó bán hàng với đam mê thôi, đúng không ạ? Kiểu vậy thôi, bán lỗ bản thân em bán nhiều khi bán vì đam mê đâu có lời đâu, đúng không? Nên ra là không thể nào so sánh được với những thằng bán hàng về đam mê được, tại vì đam mê đó là chiến lược của nó. Ví dụ cái bó áo đấy của nó chẳng hạn, nó gì ạ, cái áo đấy của nó chẳng hạn, bình thường là mình nhập 50 rồi bán phải lên được 70, đúng không? Mà thằng nào nó bán 35.000, trời ơi, nó bán còn rẻ hơn cái giá nhập. Mình rõ ràng mình nhập cả ngàn cái rồi, giá là tốt nhất rồi mà nó bán rồi, thôi xong rồi, chắc muốn dẹp luôn không bán nữa. Thế thì tư duy mà Shopee đấy là chết. Nên ra bản thân tôi mà hướng dẫn với đội training của tôi ấy, ban đầu ấy, đừng bao giờ bán hàng trên Shopee, tại vì bán hàng trên Shopee mình sẽ bị gì ạ, sẽ không mà bán được hàng nữa. Tại vì sao? Nó rất là phũng phàng. Nên bản thân mình mà làm kênh ấy, tôi đếch quan tâm đối thủ như là kệ mẹ chúng nó, thẳng thắn luôn. Tôi xây dựng Shopee tôi chẳng có nghiên cứu, tôi chỉ xem cái thằng sóc môn thôi, tức là cái thằng cao hơn mình. Đây là anh em nào mà ở trong cái nhóm training ấy, đúng không? Chưa bao giờ tôi nói anh em mình là hãy so sánh với thằng ở dưới. Có những bạn mà trong đây ở trong nhóm VIP này, ở trong nhóm special này, có bạn ở trong đây ở nhóm training này, không bao giờ mình nói ở trên Shopee nhiều, tại vì anh em mình đã là new eye, giống như là dạng cái ngọn gió rồi, rất là nhẹ thổi phát là chết mẹ rồi, đúng không? Mà lên trên đấy so với những thằng ông cụ nữa, mấy thằng ông nội luôn chứ không phải là ông bình thường nữa, thì không thể nào mà gì ạ, mình so được với nó được, mình sẽ chết. Nó bán nó đâu cần lời đâu, nó lời cái khác, nó lời nó bán rất là nhiều thứ, giống như admin 15 nách nó bỏ luôn một nách luôn cũng được nữa, để nó bán lời những cái nách sau, thì không thể nào mà chịu nổi như thằng đó. Và mình phải có cái chiến lược khách cách của mình, nên nó mới bảo là cái vấn đề giá trên thị trường là do bản thân mình quyết định này. Mà cái đặc biệt là như này, làm cái Shopee ra bán cái áo hoodie á, sale số 119.000, tại vì nó có 80 mấy nghìn, bạn có thể nhìn thấy bất thằng nào mua hết, không phải dẹp để nguyên giá đi, chạy quảng cáo, có nghĩa là nguyên giá của Shopee là nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200.000 một cái áo, chạy quảng cáo này quá trời đơn luôn. Xong mình đặt ra một câu hỏi, mình nghĩ ra rồi, má đó giờ mình bán toàn bán lỗ, đúng không? Tại sao mình để nguyên giá đấy, thật sự luôn, bán một cái lời đó là gấp đôi luôn, hơn gấp đôi luôn, có nghĩa là lời 1:1 luôn, nhập có 100, nhập có 80 mà bán hơn 101 luôn, lời quá trời luôn. Tôi bảo là hay thiệt, thú vị thiệt. Đôi lúc á, không phải là bán rẻ là sẽ có người mua, bán rẻ người ta gọi là hàng đẻo, đúng không? Tại vì sóc mình làm chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ? Mình bán mắc lên một tí thì gì ạ,
vẫn có người mua mà, đúng không? Có người mua được rồi, đâu cần gì đâu. Hôm hôm mấy hôm này admin sâu đấy, cho anh em mình xem kết quả của admin đấy, đúng không? Nên là thực tế là phải tôi ấy, là tôi làm kênh nào đấy, tôi làm kênh, tôi làm thực tế luôn, chính bản thân tôi nhúng tay vào cái kênh đó luôn để xem nó như thế nào tôi bày được. Và khi mà học và đào tạo training của admin ấy, nó là thực tế, bày những cái mà mình biết và bày những cái chiến lược của mình đã trải qua, và nó là ra tiền. Tôi không bày anh em mình cái mà ảo ma, đúng không? Và cái này tôi bảo là anh chạy quảng cáo đi, thật tiền đâu, đúng không? Tiền nhập hàng còn chưa có mà chạy quảng cáo cái quái gì, đúng không? Em bảo là anh em một số cái quan điểm anh em bảo là làm Shopee để chạy quảng cáo, Shopee không phải chạy quảng cáo, Shopee là cần cái sự khác biệt. Hai nữa là marketing nó là vấn đề về fail, để hiểu về fail marketing đó là vấn đề về thiếu tư duy và gì ạ, thiếu trầm trọng về vấn đề về về kiến thức kinh doanh. Xây dựng xong cái Shopee rồi, lúc này cái Shopee là một cái sản phẩm số, sản phẩm số tức là một cái sản phẩm do cái sự sáng tạo mình tạo ra nó. Và bây giờ chúng ta không phải bán hàng, bạn ấy bán mua cái tai nghe không, bạn mua cái cáp sạc không, bạn mua cái đồng hồ, bạn mua cái ví da không, không phải bán như thế nữa, mà mình marketing cả kênh nó luôn. Tức là mình phải mang cái kênh đấy của mình qua một cái kênh khác, mình giới thiệu nó. Anh em nào mà muốn mua ví này vào trong cái kênh này của tôi này, hôm nay có cái chương trình giảm giá này, hình dung chưa ạ? Và đó là cái sản phẩm số đấy, và sản phẩm số phải marketing theo cái cách mà phải cả một cụm như vậy. Hôm nay anh em nào muốn mua đồ gia dụng này vào trong này, đúng không ạ? Có rất là nhiều đồ gia dụng rất là tuyệt vời, giá rất là rẻ đó. Marketing là như vậy ấy, thì không cần phải chạy quảng cáo, làm việc thằng chủ cái nền tảng đó mang cái sản phẩm của mình giới thiệu lên trên cái nền tảng của nó. Thế bây giờ thay vì mình trả tiền cho nó, đúng không, thì mình cầm cái link của mình, cầm cái sản phẩm mình đưa qua các cái sản phẩm, qua các kênh khác giới thiệu, thì đó là quảng cáo và đó là fail marketing. Bạn hình dung không ạ? Đó là cái vấn đề việc bán hàng mà nhập trong kho, không quảng bá, không marketing, có nghĩa là không quảng bá, không có giới thiệu cho thằng nào hết, thì ai biết để bán gì, đúng chưa nào? Và bây giờ mình xây dựng xong cái kênh đó thì phải cầm cái kênh đó quảng bá ở chỗ các kênh khác. Kênh khác là kênh nào? Facebook cá nhân là một ví dụ điển hình, group là một ví dụ điển hình, fanpage là một ví dụ điển hình, TikTok là một ví dụ điển hình, đúng không nào? Quan trọng có chăng hay không, chứ không phải lúc nào quan điểm là ghét nhất là cái này là phải chạy quảng cáo mới ra đơn, cái này phải chạy quảng cáo mới ra đơn, chạy quảng cáo quá đâu, đúng không? Thằng nào mà nói như vậy là không có năng lực, đúng không? Hãy nhớ rằng á, có một số cái người, đúng không? Có một số người ấy, người ta bán hàng tiền cao, không cần chạy quảng cáo. Vì gì? Vì người ta sở hữu cộng đồng trong tay. Cộng đồng trong tay là tức là gì? Là một cái nhóm, một cái hội nhóm, một cái kênh như là kênh YouTube, như một cái group Facebook, một cái kênh TikTok, có vô số fan hâm mộ. Bạn biết Độ Mixi không ạ? Tộc trưởng ấy ạ. Có cái group của hắn là hơn 1 triệu người. Bây giờ nó bán cái quần xịt thôi nữa là cũng giàu mẹ rồi, đúng không? Nên thành ra nó bảo là chạy quảng cáo đâu, nó đâu có chạy quảng cáo cái gì. Các bạn là nó có năng lực marketing, đó là cái vấn đề mình phải đặt ra. Và thay vì mình gì ạ, thay vì mình nhìn nhận được chỉ có cái cách đó thôi, thì sẽ còn cách nào khác không để làm cách mạng mà, đúng không? Cách mạng mà, đúng không? Mạng là phải hy sinh cái bản thân mình ấy, cái mạng ấy. Có cái cách thức phải nghiên cứu cái cách thức nào khác biệt hơn những thằng khác. Có phải cứ chạy quảng cáo đâu, nên ra tôi bảo một đấy là thằng nào mà làm, đúng không, làm kinh doanh mà lúc nào so với Shopee là thất bại chắc chắn luôn. Tại vì ngay từ bản thân ấy, sinh ra là mình đã thua thiệt rồi. Tôi con điều này pin mà bày anh em bảo là chỉ so với thằng thứ nhất mà tết bao giờ so với thằng thứ hai luôn. Nên cái quá trình 14 năm học đại học của mình lúc nào là top 10 ở trong lớp của mình, là trong top 10, trong top 5 ở trong khoa là phải trong top 10. Tại vì mình chỉ so thằng thứ nhất, mình xem thằng đầu tiên đó là nó đang học cái kiểu gì, kết bạn với nó, học cái gì mình học cái đấy, và mình đọc nó sao, cái sách gì mình đọc cái sách, không phải nó đọc đấy, lúc nào mình cũng phải top, đúng không ạ? Hỏi những câu hỏi mà ông thầy ở trong trường khoa, phó khoa hỏi là mình phải hỏi những câu mà thằng khác không biết, đúng không? Tôi học sau này học, tôi học rất là ít thôi, đúng không ạ? Nhưng mà tôi đọc sách nhiều, đúng không ạ? Và cái số điểm tôi cũng đứng, đúng không ạ, trong toàn khóa đó tôi cũng đứng ở trong top 100, đúng không ạ? Trong lớp thì tôi đứng top 10, trong khoa cũng là top 10, khá toàn khóa nhưng mà không được giỏi, đúng không ạ? 7.8 mấy gì đấy thì cũng gần giỏi, 8.0 mới là giỏi, đúng không ạ? 7.8
7.8 mà thiếu 0.2 nữa thì trong đại học học vậy là cũng được rồi, đúng không? Nên là mình tách bao giờ quan tâm cái thằng nào là thằng thấp hơn bán rẻ kệ mẹ nó luôn, không quan trọng. Quan trọng là vấn đề mình làm sao bán cao được hơn chứ, đó là vấn đề chứ, đúng không? Thì anh em mà mình so sánh luôn luôn so sánh vào đó là mình bản thân mình ngay từ bắt đầu ấy là đã thua rồi. Thì đừng nghĩ là thắng. Cái này không phải là lúc nào mình phải tự cao, mà tất nhiên mình luôn luôn phải nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình lên, nâng cấp cách marketing của mình lên, nâng cấp cái kênh quảng bá của mình lên để mình bán được cao hơn, đúng không? Phải nhìn lên trước khác. Trong kinh doanh thì mới học được những hàng tốt hơn, rõ ràng. Sau đó là mình xem mình có lợi thế về giá cả hay không. Nếu mình lợi thế ở giá cả ở tầng nào, lợi thế giá cả của mình đang ở cái tầng gọi là tầng đỉnh cao, tức là mình là thằng đứng chùm của hệ thống, tức là thằng khác nó cũng chỉ như mình thôi thì ok, sòng phẳng. Nhưng mà bây giờ giá của mình ở cái đó, mấy thằng khác nó đang nhập 10.000 cái, mình nhập có 500 cái à, giá mình cũng tốt hơn những thằng làm cộng tác viên thôi, nhưng mà thua mấy thằng kho sỉ lớn. Thì bây giờ mình phải biết thế của mình chứ, đúng không? Mà bây giờ mình bán lỗ giống như thằng lớn được không ạ? Thì mình lòi mắt ra, đúng không? Mình biết cái thế của mình thì để gì ạ? Để mình sử dụng cái chiến lược phù hợp, mình phải có lời. Và bây giờ muốn lời cao thì mình phải làm marketing giống cái thằng gì ạ? Giống thằng giỏi nhất, và bán giá giống như cái thằng giỏi nhất, nhẹ nhàng, đúng không? Hợp lý nhất và không quá chênh lệch đối với cái thằng bán giá. Ví dụ như vậy, nếu mà bán trên sàn, đúng không? Nên ra thiệp việc bán trên sàn nó đòi hỏi cái chiến lược rất là nhiều. Mà quá nhiều thằng bán mình biết làm sao mà so được. Ngày xưa ít thì kho so được. 2015, 2016 là tôi đã bắt đầu sử dụng rồi. Nên tôi lúc đó còn có những đối thủ, bây giờ thì trời ơi, không biết thằng nào thằng thật luôn. Thằng kho á, là thằng cấp hàng á, là chỉ là shop yêu thích thôi. Thằng cộng tác viên của nó á, là thằng shop môn. Ôi, wow, nên ra là thật giả lẫn lộn, biết thằng nào là lần, đúng không? Ở đó là sự thật đấy. Có những bạn lên shop môn luôn, đúng không ạ? Không phải chủ kho nhưng mà có shop môn, nó mới đẳng cấp. Còn cái thằng chủ kho á, làm biết nó chỉ là shop yêu thích thôi, không lên được shop môn, tại vì người ta đã không có thời gian nhiều. Đúng không? Nên là trong kinh doanh nó rất là hay, mình học những cái người hay ấy, đừng bao giờ học xấu và nghĩ mà tiêu cực ấy. Nghĩ tiêu cực bán cực lắm, đúng không? Bán cực lắm, bán nghĩ làm sao đấy phải tốt lên. Đó là vấn đề về Shopee. Cầm xong Shopee mang ra những kênh khác quảng bá, làm ra gì bây giờ, làm xong kênh thì bây giờ làm gì tiếp? Đầu tư gì ạ? Đầu tư thời gian, đầu tư gì ạ? Công sức, đầu tư gì ạ? Tiền bạc, để làm gì ạ? Để làm đa kênh đó. Kênh Shopee là một cái sản phẩm số của mình, bây giờ ok. Như cái áo này là cái áo chiến lược ở trong shop của tôi. Bỏ 80.000 ra, đúng không? Nhịn bao ăn bánh mì, bỏ mua một cái áo, đúng không? Mua cái áo này về, review, up lên TikTok, up lên fanpage, up lên kênh Shopee luôn, có cái video, up lên kênh YouTube, up lên group, vận động, huy động người ta, xem cái sản phẩm của mình chất lượng như thế này này, đúng không? Áo Edwin Forry Center, đỉnh cao, đúng không? Kiểu thế. Thế là được một cái video, được cái một bộ ảnh mới, lại tiếp tục nhịn 3 hôm ăn bánh mì nữa để lấy một cái áo khác, review tiếp như vậy. Thế tạo ra một cái kênh 30 sản phẩm trên cái kênh TikTok đó, kéo phễu về cái kênh Shopee kia. Và đó là cái công việc của mình. Đã hình dung không ạ? Và rồi sau đó là traffic nó sẽ lên, nó sẽ đổ về đó, đơn nó sẽ ra đều. Còn lại á, cao thủ đỉnh cao nhất đi học khóa mấy chục triệu đi chăng nữa thì nó cũng nằm trong này. Được tiền xem là nhiều là chúng ta xây dựng hay là chúng ta đã xem là chúng ta đã đỉnh cao nhất chưa, đúng không? Nên khi mà mình thấy anh em mình làm Shopee chán, có cái tư duy làm Shopee nên tôi mới bảo là để tôi đi cứ làm cho xem. Từ cái hình ảnh mình phải làm khác, cái gì tách nền, đúng không? Tách nền làm cái Shopee đó, nó đẹp, làm cái Shopee đó, nó chất, mình làm cái hình ảnh nó phải khác biệt chứ không phải là mà làm cúi bắt được đây, đúng không? Đây này, em mình có nhìn thấy cái hình ảnh không ạ? Hình ảnh chia sẻ không ạ? Đấy, Canva nó phải làm được rồi, đúng không ạ? Tách nền mà movie, đúng không ạ? Remove, đúng không ạ? Làm
cái ảnh đấy, khác biệt đi đấy, đây cái nền thôi đấy, cái ảnh đây, ảnh đây này, đây cái nền đúng không, đây cái nền, mấy cái này là chỉnh sửa được đúng không, làm được hết đấy, làm cái ảnh nó khác biệt đi đúng chưa nào, đấy làm ảnh khác biệt đi, ví dụ như là làm về cái thời trang chẳng hạn đấy, cái ảnh nó phải khác biệt một tí đúng không, nhỏ quá hả, bật to lên nha, đúng không, đây vừa này đúng không, đấy đây là cái ảnh thôi, ở trên Canva là dùng được, bảng này bảng được đúng không nào, cái ảnh nó khác biệt một tí đúng không nào, thì gì ạ, thì nghiên cứu được đúng không, thì nghiên cứu nó sẽ bán được hàng, nó sẽ tạo sự khác biệt đối với đối thủ đúng không, đấy mình không có tạo ra được cái gì mới hết thì lấy gì ra đúng không nào, đây mình làm bảo thấy mấy ông làm chán quá rồi cô làm bài ông mấy ông làm, ok đây là làm cái này là như nào, ví dụ như là làm cái này đơn giản thôi, ví dụ như là ở đây nó có một cái nền đúng không, lấy cái đây này, đây để mình làm một cái cho em xem nhá, đây ví dụ như đây có cái thành phần này đúng không, có hình vuông này làm đúng không, lấy một cái hình vuông ra để làm cái nền đúng không, sau đó là ở dưới này nó có rất là nhiều cái tác vụ ở đây, rất là nhiều cái thành phần ở đây ảnh ở chỗ này đồ họa đây, ví dụ như là ở đây nó có cái trong trong như này thay đổi màu nó đây, kéo xuống đây đúng không ạ, kéo xuống đây, kéo xuống thêm chữ vào đây, anh chẳng mình biết nhưng mà tôi chẳng cần Canva Pro gì cả đúng không, chỉ cần thế thôi đấy, ví dụ như là áo thun chẳng hạn, áo thun đúng không đấy, kéo xuống áo thun đúng không, bây giờ là thêm một cái thành phần ở đây, thêm cái khung nữa, khung này cho vào, thay đổi cái này một tí đi, cho thêm màu xanh đi, cần chôn gì cho nó lùi xuống, chỉ cần tạo ra một cái ảnh khác thôi đúng không ạ, cũng không cần cái gì đó nó phải cao siêu lắm đâu, đây kéo vào đây đó là có một cái bộ khung mới rồi đúng không nào, phía này về phía sau đấy, áo thun đúng không, chỉnh giá thì là cũng như vậy thôi, Ctrl C Ctrl V đây đấy, giá này 9k chẳng hạn, 9k đây mình cho cái này màu đỏ lên, thay đổi kiểu chữ khác cho nó to lên, 99k kéo qua bên này, thường là bên người Việt Nam thì thường là để cái chữ bên này thì nó sẽ thu hút hơn đó, áo thun ví dụ như là áo thun ABC đấy, BC chẳng hạn kiểu thế, ví dụ vậy đúng không, đại đi đấy, đang hướng dẫn em mình thôi đúng không, đấy có một cái khung rồi, cơ bản là như vậy, sau đó là để cái sản phẩm lên, nội dung sản phẩm bây giờ là áo thun, cái nón này, cái áo nha, cái áo này đi đưa vào, kéo xuống cần chung gì, cần chung B và ta cần chung gì, kéo qua nó cho lớn lên, nó cho lớn lên, kéo xuống cần chung gì một lần nữa, ok ví dụ vậy sáng quá luôn được. Đấy, chỉnh lại một tí như vậy, ví dụ như thế đúng không, trên này nó có rất là nhiều cái có thể chỉnh được, ví dụ như là mấy cái tròn tròn đấy, mấy cái tắc vụn tròn tròn vuông vuông đấy kiểu thế, đặt cái này vào đây để lên trên này thêm chữ vào đúng không, top kiểu thế, làm cho nó ngầu ngầu lên đưa vào, top thật hay không thì ai biết được đúng không, nhưng mà thấy phù hợp phép để đấy làm cái đóng dấu đấy kiểu thế đúng không, cắt ra xuất file phát đúng không, cắt ra đây lưu nhá, cái này này mình đang ở trên một cái nền của cái này rồi đúng không, cắt ra phát đấy, nó lành chưa,
Đấy, cái này là ở trên cái điểm cắt ra đúng không? Đây. Đấy. Ok chưa ạ? Và đấy. Cái ảnh được một cái ảnh rồi cơ bản đúng không? Hoa cành, hoa màu mè gì đó, đúng không? 3 phút thôi. Quan điểm tôi là nhanh chóng hiệu quả, đúng không? Khác biệt. Thế. Nó thực tế thôi đúng không? Và cái vấn đề là khó, khó là ở vấn đề về tư duy, khó là trong vấn đề nhận thức, đúng không? Khó ở trong vấn đề là ở mình ý tưởng, cả ý tưởng. Do vậy mình học, học ở đây là học bán hàng, học marketing, học kinh doanh và học ở đâu? Ở trong Forex, admin có rất là nhiều cái khóa học rất là rẻ, rẻ vãi ra, đúng không ạ? Mà rất là hiệu quả, đỉnh cao luôn. Mà anh mình không chịu học cái chứ, anh mình không chịu tìm hiểu và chắc khả năng cũng không biết để học. Đó, chứ không không phải là mấy cái này nó đơn giản. Trong mấy đó này mình thảo luận chia sẻ thường xuyên, đúng không? Nhưng anh mình không có trong cái môi trường để mình học được hết những cái kiến thức này. Nên là nó khó ở chỗ đó. Và bây giờ xây dựng xong rồi, tối ưu hết rồi, đẹp, chỉnh, kinh khủng luôn rồi, đúng không? Đấy, mấy cái kiểu này mấy đứa trẻ tin tin, đúng không? Khoái lắm, đúng không? Nên ra mình tâm lý tí thôi là mình ăn rồi, nó sau đó là làm review, đúng không? Làm review, làm cái kênh lên, làm review, đó, giới thiệu sản phẩm, xem là nó tốt thật hay không, làm thời trang nó là như vậy, kéo sale về, đó, làm ra lồng nhạc, các thứ nữa, học dần dần, ai dạy cái này đâu ạ, không ai dạy, tự học cũng được, đúng không? Nhưng mà ý tưởng là phải có như thế, thì là làm nó sẽ thành công. Đó, không mình đi học học làm sao để đúng học là vấn đề về phễu marketing này, có những cái vấn đề mà cần đi học này về phễu marketing, về kênh, các kênh digital marketing cơ bản, phễu marketing hai cái này, về SEO, SEO tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm SEO nhá, là SEO ấy, SEO của Google ấy, mà là về vấn đề về content, đó, vấn đề về chiến lược, vấn đề về website, vấn đề về Shopee, học những cái cơ bản nhất. Đó, ví dụ như là mình có tiền đấy, có 10 triệu đấy, 10 triệu to mà, to chứ, nhưng mà 10 triệu nhập hàng không nhập được cái gì hết. Nhưng mà 10 triệu mà để học kiến thức mà đúng vào cái người mà người ta truyền đạt chuẩn ấy, 10 triệu mà to lắm, mà có thể kiếm được tiền tỷ ấy. Đó là cái vấn đề về kỹ năng. Một job để làm toàn bộ những cái kênh này thôi là em mình có dịch vụ marketing, một job làm cho một cái công ty làm tất cả một hệ thống kênh luôn cho người ta. Gọi là đó là những cái lượng kiến thức này rơi vào đúng cái con người cụ thể, rơi vào đúng cái team, đúng với công ty đang cần, đang chuyển đổi số thì nó thì khủng khiếp. Về có năng lực và có tư duy về nhìn nhận về thị trường nữa thì và ối rồi ôi luôn, đúng không ạ, kinh khủng khiếp luôn. Và cái đó là cái mà gì ạ, mà mình phải học, học ở chỗ đó, kiếm tiền ở chỗ đó. Và kiếm tiền không phải việc là đơn thuần là chỉ là bán cái cáp, bán cái tai nghe, bán cái phụ kiện, bán cái visa, bán cái cây son, bán cái thỏi phấn gì đấy. Đơn thuần đó. Học đó là mình học xong, mình còn phải hướng dẫn lại được người khác, làm đào tạo. Hướng dẫn được người khác, mình làm cho hàng khác luôn, làm dịch vụ, coi như là một nghề của mình. Đúng không? Tiền nó phải kiếm cỡ đó, thì mới ok. Đúng không? Cái ảnh này đâu phải đơn giản các bạn. Cái ảnh này ví dụ là một team mà làm Canva này giống như là Phan Đức Nho chẳng hạn, là một số team ở ngoài Hà Nội, nó có cả một cái team để chỉnh sửa Shopee, tích làm mẹ gì hết, nó chẳng bán hàng, nó bán có template, những cái như mà em đi đang làm rất đẹp, rất đẳng cấp, rất khác biệt, để gọi là trang trí shop, trang trí web, trang trí content, tạo hình ảnh, tạo mẫu cho việc bán hàng, một bộ đấy nó là 5-7 triệu. Mà người khác phải cung cấp ảnh gốc cho nó là nó làm từ gì ra, làm cho người ta hài lòng, làm là em thì em cũng là như thế nào. Còn kỹ năng trong tay nó sẽ tạo được tiền, tài sản. Không kỹ năng thì chẳng có cái, nó có gì đâu nói. Đó là cái mà em phải nhìn nhận, cái mà anh em mình phải chú ý. Đó. Cái đó là cái mà đặc biệt là em mình cần quan tâm và nghiêm túc mình nhìn nhận. Không là chúng ta khó để thành công, khó để thành công đó. Và chỗ này là anh em lưu ý, lưu tâm về chỗ này là chúng ta sẽ win, và còn rất là nhiều kiến thức nữa. Nếu ở vấn đề kỹ thuật như này ấy, thì Zoom anh em phải học mấy tháng, đúng không? Còn nhiều Zoom nữa, đúng không? Học không hết được đó, thì còn rất là nhiều kỹ năng kỹ thuật để chúng ta chia sẻ. Thì Shopee này,
về fanpage này, về marketplace này. Marketplace có thể định vị được khách hàng ở vị trí này, nó tạo cái hình ảnh đẹp hơn để đăng marketplace, đúng không? Marketplace á là cái vấn đề mà căn cơ nhất đấy. Hãy tạo sự khác biệt trên marketplace thì chúng ta sẽ bán được hàng trên tất cả các kênh mà mình mong muốn, kể cả sau này làm website, Facebook, đúng không? Làm Shopee, Sendo, Lazada, Tiki, nó đều liên quan đến vấn đề về hình ảnh. Đặc biệt muốn tạo ra chuyển đổi nhanh nhất thì tập trung vào marketplace đó. Và em mình mà đang làm điện thoại, làm thời trang mà muốn có một cái giá tốt hơn, em mình muốn nhận cái giá VIP á, đúng không? Thì vào trong team coaching. Cái team coaching này á là hiện tại á là sẽ được học về vấn đề về các vấn đề về kênh cơ bản, vấn đề về dropship một cách chuẩn chuẩn mực, tư duy về cái quy trình đấy, được support về giá tốt đó. Và anh em nào mà muốn tham gia và đồng hành đó, hay admin hay thảo luận trong cái nhóm đó, đúng không ạ? Thì hiện tại là đang có cái giá là 699k để vào trong cái team đó, và team coaching đó. Anh em nào mà muốn đăng ký, đúng không ạ, thì liên hệ với admin sau buổi lần này vào trong cái team đó, để gì để được hỗ trợ giá tốt này, hỗ trợ ở trong đó có cái group kín để chúng ta học cái vấn đề về tư vấn chốt sale trên cái marketplace, và học căn cơ trong cái vấn đề marketplace đó, căn bản nhất về marketplace. Và chắc chắn là tất cả mọi người ấy, học cái marketplace là đều ra được sale, ra được chuyển đổi hết. Và chúng ta tập trung với marketplace là chúng ta sẽ sau này rất là dễ dàng để xây dựng Shopee, tại vì nó liên quan đến content, nó liên quan đến hình ảnh, nó liên quan đến tiêu đề. Và ba cái yếu tố này là ba yếu tố để xây dựng toàn bộ các hệ thống kênh phía sau. Tất cả các vấn đề phía sau đều nó liên quan đến ba yếu tố này. Các bạn lưu ý và nên nhớ là điều này cho em đi. Đó, và chúng ta sẽ làm chuẩn sâu cái này thì chúng ta sẽ thành công đấy. Còn lại cái quá trình vừa sau là những cái kênh, đúng không ạ? Hiệu quả, chúng ta hãy tập trung vào những kênh đấy. Chiến lược như vậy, đúng không ạ? Cái vấn đề marketplace là cả một cái module đấy. Gọi cả một cái module luôn đó, một cái module rất là nhiều vấn đề nhá, từ tiêu đề này, mô tả này, thì mình chỉ nói vấn vấn tốt thôi, tại vì để dành cho lần sau nữa nhá. Thì cái vấn đề marketplace là cần phải tiêu đề chuẩn, SEO mô tả chuẩn, SEO hình ảnh chuẩn, SEO hình ảnh khác biệt đẹp, khác biệt và đẹp, nhớ nhá. Ba yếu tố này cộng với vấn đề về target vị trí nữa, các tỉnh thành phố lớn target vào. Danh mục không được quan trọng, danh mục nào cũng được. Đó, ba yếu tố này cộng với việc mà chúng ta phải làm được cái ảnh khác, thay đổi cái ảnh, thì nó sẽ đăng được nhiều bài hơn. Một cái sản phẩm đó có thể đăng được 1,000 lần đó, trên một nick. Nếu mà chúng ta làm được 1,000 cái ảnh khác nhau, đúng không? Và 1,000 cái ảnh khác nhau bằng cách nào? Là bằng cái cách mà làm khung giống như vừa sau admin chỉ đó, là chúng ta sẽ flag được vấn đề về Facebook. Đấy, flag được cái vấn đề về AI của Facebook, để chúng ta sẽ đăng được và chúng ta sẽ bán được rất là nhiều hàng. Nhưng vấn đề là cái vấn đề về căn cơ là như thế nhá, chỉ vẫn rất là chuẩn đó, đúng không? Còn lại mà muốn chia sẻ sâu hơn thì có thể là inbox hoặc là chia sẻ tham gia vào cái nhóm đó, thì có anh em mà nào mà anh em nắm được nhiều ấy thì anh sẽ bày cho nhá, về cái căn cơ là như vậy nha, nhà ra nha. Ok Dung ạ. Còn lại vấn đề về VIP và special như này này, ở trong Fori á nó có các cái team mà mọi người vào trong này không cần phải trả phí gì hết, mạnh ai đấy làm được thì nó ra tiền đấy thôi. Còn là trong đó thì trước admin có tạo ra các cái nhóm, trong cái nhóm đó được đào tạo chuyên sâu về marketing, gọi những cái kiến thức như thế này và được tối nào cũng lên Zoom luôn á, gọi chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Và sau đó là admin tổng hợp tất cả những cái buổi hay nhất, tất cả những kiến thức hay nhất vào trong một cái group, và trong cái group đấy người ta gọi là membership á, trong cái giới MMO gọi là membership, có nghĩa là cái size dành cho cái member đặc biệt. Và trong đó sẽ học lại các kiến thức như hôm nay học chẳng hạn. Đó là cái kiến thức này là hôm nay chia sẻ, gọi là tất cả các vấn đề gọi là cứ theo chiều để mình chia sẻ thôi. Còn lại mà bài bản đấy của nó là có gồm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, anh em muốn xem một cái group VIP này nó như nào không? Ok, bao nhiêu bạn muốn xem group VIP, đúng không? Là trong đó là sẽ gồm cái kênh, cái nhóm bình thường này gọi là cái nhóm dropship thôi. Sau đó là anh em nào mà muốn vào hoặc là muốn học tham gia inbox, đúng không ạ? Muốn học cao cấp đấy thì vào trong coaching là cái khóa cơ bản nhất. Sau đó là VIP member là học được nhiều hơn, học vô cùng nhiều thứ rồi, đẳng cấp rồi đấy, đúng không ạ? Từ VIP member này mới chấm chọn lên hai vấn đề hệ thống, tức là lúc này anh em mới nhìn nhận được là trong kinh doanh online là
Bây giờ mình thật sự là nghiêm túc và mình muốn học digital, và học digital là học một cái combo từ VIP này học lên digital, tức là học combo về hệ thống kênh. Lý do để giải nghĩa là nó rồi mình có cái nền tảng gọi là kinh doanh online az.com. Anh em mình học digital á, và hiện tại mình đang có cái giảm giá cho 5 triệu á để học một cái combo như thế này về hệ thống kênh digital marketing, sell top content, website, Photoshop, Shopee, marketplace đó, và các cái bộ tài nguyên liên quan đến dropship này, trong đó có các module về chiến lược, có module về chọn sản phẩm và cực kỳ nhiều các cái buổi Zoom để đào tạo VIP á, để cho anh em mình học toàn bộ. Nếu mà anh mình học hết đấy, béo phải tầm tập trung đấy, hết mình luôn đấy, 2-3 tuần để học xong lượng kiến thức đó. Còn nếu mà học cứ nhây nhây ấy, không có tập trung thì phải vài tháng, tại vì nó là được kết tập rất là lâu rồi, đúng không ạ? Học rất là lâu đó, và anh mình xem là anh mình phù hợp. Nếu mà học thường thường để học làm được đó, học quá trình tin thôi là nghiên cứu hiểu được về vấn đề marketplace sẽ thành công, cộng với việc là trong đó là mình sẽ chia sẻ những kiến thức liên quan đến về Shopee, xây dựng cái Shopee, xây dựng cái hệ thống kênh, và mình tin chắc là mình sẽ làm được, tại vì lúc đấy có đơn mình sẽ tự tin lắm, có ra đơn mình tự tin lắm, và mình sẽ hiểu được là ở kinh doanh nó không hề khó, mà quan trọng là mình, bản thân mình tự làm dối lên. Và trong hình thức dropship này mình, và trong các nhóm đó là anh em được một bảng giá khác biệt. Ví dụ giá ở ngoài 80 thì giá của các bạn chỉ còn 60, 65, 70 thôi, nó rẻ hơn nữa, sát với giá sỉ hơn để mình làm, và không cần phải ôm hàng. Quan điểm này là học kiến thức để mình làm, và mình làm được thì nó sẽ cứ thế là vận hành lên thôi. Và khi mà học hết các cái kỹ năng đó thì tham gia team sâu đó thì nó được thêm chia sẻ là gì, một là mình có thể làm đào tạo, tức là bản thân chính cá nhân anh em mình học hết xong rồi em mình làm được thì mình sẽ đào tạo được, thế là rõ ràng. Hai nữa là làm dịch vụ giống như Duy và Min hay làm các cái xây dựng content website người khác, tại vì bạn học cái khóa content ấy, là xây dựng được content cho website luôn, viết content luôn ấy, chứ không phải là học cái content cơ bản một bài viết đâu, hệ thống content mà. Đó, mình nhận job để mình làm, có thể mình xây dựng shop này, xây dựng Shopee này, làm website, làm content web, học tất cả mà, để mình làm dịch vụ luôn. Là cái hướng cao cấp của vấn đề về digital team và special team ấy, là học để ra ngoài có thể làm ba vấn đề: kinh doanh, đào tạo và dịch vụ, ba vấn đề. Và hiện tại trong Cory thì anh Huy cũng vẫn đang làm, thì chính các bạn là người triển khai và cùng kiếm tiền cùng admin, đấy là cái quan điểm ở trong này. Tại vì trước đây admin á, quan điểm là như này này, và những năm 2013, 2014 á, tôi đi kiếm những người mà dạy như thế này này không có, mà có thì nó cực kỳ nhiều tiền luôn, cực kỳ nhiều tiền mà mình không biết là thật hư như thế nào, không thấy được là người ta sẽ làm gì, cực kỳ khó luôn. Sau đó tôi mới nói là sau này mà mình làm được, anh em mà lúc đấy là giống như Duy này theo anh em khoảng 3 năm rồi đấy, bảo là bây giờ tôi mà có cái kiến thức gì các ông vào trong đó tôi truyền đạt lại cho các ông, các ông đồng hành thì tôi truyền đạt thôi. Thì học rất là nhiều kỹ năng mà vừa xong trong buổi training này là anh mình cảm thấy là rất là nhiều rồi, đúng không? Riêng về góc độ lý thuyết là đã nhiều rồi, nhưng mà làm thực hành thôi là nó còn vô vàn nữa luôn, và nó không như là mơ. Mà lúc này thì ở trong special team cũng nói rằng là các ông đừng có ảo tưởng, rất là thực tế thôi. Nếu mà các ông xác định nghỉ việc để làm kinh doanh thì ông phải cố gắng hơn gấp cả 100 lần so với ông làm bình thường. Tại vì á, khi mà ông làm bình thường vừa đi làm, tức là trên gối đầu của ông buổi tối ông về là ông có tiền rồi, nhưng mà ông nghỉ một cái công việc lương 4-5 triệu, nghỉ công việc đó để làm marketing thực tế, nhiều khả năng là có tháng ông không kiếm được đồng nào. Nếu như mà ông cứ ảo tưởng bởi cái việc là cái việc mà làm của mình là mình giỏi, mình cao siêu. Tôi cũng vậy, bản thân tôi ở trend anh em mình cực kỳ hay, đúng không nào? Nhưng mà nếu tôi không làm, nó thật luôn, cũng không có cái mẹ gì cả. Nó rất là thực tế luôn, tại vì nhân viên, bản thân mình có nhân viên, có đội nhóm của mình phải nuôi họ. Đó. Và mình phải có trách nhiệm với người ta. Nên là mình phải làm nhiều hơn họ rất là nhiều. Tối mà anh mình vào trong special team 2 giờ sáng vẫn nói chuyện bình thường, sáng mai 6 giờ vẫn phải đi làm. Nỗ lực hết mình để mình làm.
và nó rất là thực tế. Tại vì mình làm không phải làm bán hàng mà mình cứ có tiền mình kiếm thôi. Đó nên là khi mà admin mà nói chuyện mà anh mình không hiểu là tôi không bao giờ thấy anh mình thấy tôi giới thiệu cái khóa học gì. Thế nhất anh mình phải học cái khóa gì đó training 3-4 hôm anh mình nhận được cái gì đó, học được làm được tự tin được cái anh mình đăng ký cái gì đó. Chứ vào trong này bảo là lùa gà rất là mệt, thị phi nhiều, không có tốt. Thế anh mình bảo trong nhóm này chẳng biết là có hướng dẫn hay không. Hướng dẫn trong nhóm training này tôi mở rất là nhiều nhóm training free. Đó, muốn học gì học. Và trong đó là đã đủ kiếm sống rồi. Và anh mình muốn học đấy là từ thách thức thì inbox tìm hiểu. Thì ok inbox vào, chứ thì mình không có đăng được. Các bạn có thể thấy là cũng nền tảng nhiều nhiều member này ở đăng vào trên đó bán khóa học là tuyệt vời rồi đúng không? Và như vậy nó mất hình ảnh của mình đi. Và anh em vào trong này chẳng biết là bán hay không, thấy bán khóa học. Bắt đầu các bạn mất quan điểm vãi khi mà anh mình bảo là ừ anh special, bảo là bây giờ mấy ông ấy là kỹ năng rất là giỏi hơn tôi rất là nhiều. Ngày xưa làm gì tôi có cái kỹ năng giống như ông, bây giờ các ông học được 6 tháng là các ông học được giống bằng 6 năm của tôi. Nhưng mà các ông giỏi một cái là ông không thực tế. Trong nhóm này tôi biết thừa ấy, là có rất là nhiều anh em mình muốn học về marketing nhưng mà người ta sợ bị lừa, người ta sợ bị không hiệu quả. Mà chính bản thân câu là những người học, những cái người mà đi từ con số 0, giống như ở Duy ở đây là các bạn để làm công nhân, làm cơ khí, không biết, đúng không? Nói thật sự luôn là admin là người lấy điện thoại laptop cho bạn, không biết về quá nhiều, tại vì làm công nhân cũng không có trình độ cao, không phải học cao đẳng, không phải học đại học gì hết, rất là bình thường. Trước đây là có cả một chị tên là Kiều Loan, đó, công nhân cũng rất là bình thường, học xong cấp 3 thôi, sau đó là cực kỳ cố gắng luôn, rồi cũng làm được. Cũng tạo được cái group mà group cũng 3-4 nghìn người, rồi là cũng tạo được kênh bán được hàng, rồi mua được laptop, tự mua được laptop rồi anh em mình cố hỗ trợ nữa. Thế ra là có điều ở đây mình rất là sòng phẳng và rất là thoải mái với anh em mình. Rồi còn có vụ là học thiếu nữa, học nợ nữa, học từ em nợ tháng sau em trả, 2 tháng em trả góp khóa học nữa. Ok, đây là có sự thật đó, đúng không? Vấn đề anh em mình góp khóa học của admin, góp xong cũng không cần trả lương, cũng không cần nói, không cần phải nói gì cả. Đó, quan trọng là thái độ thôi, quan trọng là mình cố gắng. Tại vì trong kinh doanh này á, nó khó, nó vô vàn khó, nhưng mà thực tế thì nó sẽ dễ. Như admin nói rồi đấy, một ngày mà chúng ta không kiếm được 200 nghìn thì mẹ thua. Mà bây giờ kiếm được 200 ngàn trên internet nó khó hay không? Nó không khó. Đúng không? Đăng bài. Và đóng bài mình nói rất là nhiều lần rồi là nó có hai vấn đề, là nó là giá trị chuyển đổi nhưng ngay lập tức, tức là buổi sáng đăng buổi chiều có người mua, và cái chuyển đổi trong tương lai, tức là hôm nay không có ai mua không đồng nghĩa việc là ngày mai không có ai mua. Mình có một câu chuyện là có một cái chú đó tham kết bạn với mình, 3 năm sau người ta mới mua của mình cái điện thoại. Để câu chuyện có thật hoàn toàn, mình vừa mừng, mình vừa vui, mình vừa bực, mình cảm thấy rất là buồn cười. Tại vì có một cái điện thoại nhưng mà 3 năm trời mới mua. Mình xem lại tin nhắn cũ á, 3 năm trước. Cái Messenger nó lưu rất là lâu các bạn. Như là mình đặt ra một cái triết lý ở là nếu như 3 năm trước mình không tư vấn cho người ta thì sẽ không có 3 năm sau. Rõ ràng mình cảm thấy đúng thiệt. Nên ra việc của ngày hôm nay bạn không đăng bài bất cứ một cái gì trên internet, bạn không gieo bất cứ một cái hạt gì xuống dưới đất, thì cả một kiếp sau bạn đếch có một quả gì để bạn hái. Nhân quả câu chuyện rõ ràng. Đây việc mà em biết sau một hay đăng bài mà không đăng mẹ lấy gì bỏ mồm, đúng không? Bây giờ ông làm đội nhóm, ông làm marketing, ông làm kinh doanh, ông làm dropship, đội nhóm ông chẳng hiểu cái gì hết thì lấy gì người ta bán hàng để ông có chuyển đổi? Rõ ràng. Và ông bán hàng mà tôi bán hàng mà đây tôi không làm kênh, ai biết được mày bán gì để người ta mua ủng hộ, rồi là người ta có một cái cớ để nghĩ là ngày mai có 10 đơn, đúng không? Đi mua vé số, đúng không? Muốn chung vé số thì phải đi mua mà. Và bây giờ mình không mua thì lấy gì, đúng không? Không có một cái cơ hội nào để có cái cơ hội để thắng ở trong cái của trò chơi này hết. Thì trong cái game này hết, không có cơ hội nào để thắng. Gọi là thua toàn tập luôn, đừng nói là thắng. Đó là cái, đúng không nào? Đó là cái mà mình nhìn nhận đây ra, mình thấy rất là thực tế. Ngày nào cũng phải đăng và làm rất là nhiều việc,
làm Facebook, làm Shopee, làm đội nhóm, làm content, làm những cái mà người khác thích đọc, như mà sau này đi nói đó. Đúng không? Đối tượng nào thích đọc thì mình làm cái đó. Thằng nào mà muốn làm công tác viên mình nó thích đọc về bán hàng thì mình viết bài về bán hàng trên blog. Người khác mà muốn mua sản phẩm thì mình, và họ thích những cái liên quan, đúng không? Thì mình viết về nó, đăng bài. Thì ngày nó chuyển đổi về, nó ra đơn hàng. Thế bảo là nếu mà xác định mà làm cái này chuyên ấy, là không bao giờ hết việc. Đấy. Và thực tế mà ngày trước đây là không đâu ai dạy cái này đâu. Tôi tự nghiên cứu, tự làm. Tôi học hỏi trên mạng, trên internet, trên YouTube. Thầy của tôi là Google. Thầy tôi là YouTube. Đó. Và khi mà train các cái kiến thức mà gần như anh em mà xong special rất là gắn kết với nhau. Nói thật là trong Flory thắng bại là do member. Ừ, là vì sao? Là vì có những bạn tham gia hết năm nay là có những bạn đến 3 năm rồi. Hết năm nay là có những bạn 2 năm rồi. Đúng một mùa năm nay nữa là 1 năm rồi này. Hết một mùa nữa là 2 năm. Mà một member mà gắn kết một cái nền tảng, một hệ thống rất là lâu như vậy, hiếm có. Đó là cái thành công của tôi. Chứ không phải vấn đề là làm nhiều mách, bán là nhiều sản phẩm, chưa chắc là thành công. Thành công ở trong Flory là có đội nhóm rất là tốt. Và đội nhóm đó được học đào tạo bài bản. Và chính những cái điều đó là anh em mình có cái gắn kết, có tiếng nói chung. Đó là cái điều tuyệt vời luôn. Chứ không phải là vấn đề là bán được hàng, tôi vẫn chưa giàu mà. Bán, tại vì sao? Tại vì tôi không ép anh em mình phải ôm hàng. Chứ nếu như mà mỗi người ôm 5 triệu, 7 triệu giống như là làm hệ thống, làm kiểu bán mỹ phẩm thì lại giàu kinh. Cộng đồng nó là 40 ngàn mà. Tất cả các hệ thống là 40 ngàn. Nếu mà cứ vít vào đó để bán thì thôi chứ. Đúng không? Tiền lời má gì không ra rồi. Giờ đây muốn làm gì làm, ông nào muốn xem thì xem. Làm thôi. Kiểu thế, đúng không? Cũng kiểu bất cần á. Đó là ra nhiều khi mà nó cũng chẳng biết là dở hay là hay. Nhưng cái hay được cái là anh em mà đã xác định mà làm mà với Flory đã làm tới cùng. Làm rất là lâu chứ không giống như là các cái team khác được 3-4 tháng là tan rã hết, không có gì để nói chuyện với nhau. Tại vì ở trong đây anh em mình không nói về Facebook marketing á, em mình nói về thương mại điện tử. Không nói về thương mại điện tử thì còn có kênh gọi là social network, có nghĩa là kênh TikTok và YouTube, các kênh về video, trên video marketing ấy, cực kỳ đỉnh cao. Và trong cái nội dung này mình không có chia sẻ vấn đề đấy, nó quá dài rồi. Thì đó là những cái kiến thức mà mình chia sẻ cho anh em mình và những cái cơ hội đó. Trong team, trong Flory nó sẽ gồm member thường và dropship, watching team đó, VIP member, digital team, special team, các cái team đó. Và làm sao để vào được thì các team đó là cái team có phí đào tạo, có phí training, hoặc là các bạn phải là có một cái lượng kiến thức rất là khủng để có thể gánh được team ấy, kiểu thế đó. Và có các kiến thức về vấn đề gì? Về vấn đề về digital marketing, có kiến thức về làm content, về self-talk, về hình ảnh, về website, tổng hợp kiến thức thì anh mình sẽ được vào trong các team như vậy. Và đặc biệt là chúng ta phải gắn kết với nhau. Một anh mình học, hai anh mình phải tham gia một cái dự án gì đó cùng admin thì chúng ta sẽ được vào trong cái team đó. Và trong team đó thì lại được học những cái kiến thức khác. Như là vấn đề xây dựng hệ thống. Vấn đề xây dựng hệ thống là vấn đề khác biệt. Làm sao để xây dựng hệ thống thành công. Ít có khóa học nào về Facebook marketing ở Việt Nam này và hệ thống và bản thân để xây dựng được một cái cộng đồng mà trong một cái thời gian ngắn và trong một cái khoảng thời gian, và đây không phải là việc chính của mình, làm sao để làm được điều đấy, đúng không nào? Có cái cách của nó, có chiến lược của nó, rồi là các cái vấn đề về kế hoạch quản lý thời gian. Anh mình là quản lý thời gian rất là dở, rất là tệ luôn, đúng không nào? Làm sao để quản lý thời gian nó tốt, để làm sao để hoàn thiện được các deadline mình đặt ra. Đúng không? Còn lại các vấn đề kiến thức nền, đó là hình ảnh này, viết bài này, làm video này, ba kiến thức nền này cộng với hệ thống kênh Facebook, thương mại điện tử, social network, các cái vấn đề về website, bốn hệ thống kênh này với hơn 20 kênh tách biệt, cộng với các kiến thức về kỹ năng hình ảnh, video, content, nó sẽ cấu thành lên cái hệ thống này và chúng ta học và trao đổi chia sẻ vấn đề đó. Đúng không ạ? Đó là cái chia sẻ của mình. Và buổi chia sẻ đến đây chẳng khả năng là kết thúc. Đấy, em mình có cái thắc mắc hay là muốn tham gia cái team nào,
đúng không? Anh muốn học cái vấn đề gì, tất cả mọi vấn đề mà mình chia sẻ đây đều có các cái module học, đúng không? Để mình nghiên cứu chuyên sâu về nó, đúng không? Đấy, thì sau buổi Zoom em có thể liên hệ với admin ở cái số điện thoại đây 0365988719, 0365988719, đúng không? Tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi vấn đề về xử lý em mình có thể liên hệ với admin để hỏi, đúng không? À, nghiên cứu vấn đề. Mọi người có cái ý kiến gì không ạ? Anh mình có thêm câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi gì không ạ? Rồi hôm sau có buổi training tiếp thì mình sẽ tiếp tục với anh em vào. Nhiều lắm, nhiều thứ để chia sẻ lắm. Chỉ sợ không có thời gian thôi. Ok, nếu mà anh không có cái điều gì đúng không ạ? Cần chia sẻ, đúng không ạ? Hoặc hỏi thì khả năng là buổi training đến đây kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em mình có một cái buổi học, buổi chia sẻ ý nghĩa và lưu lại được điều gì đó trong cái quá trình mà làm kinh doanh của mình. Đấy, xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Nãy giờ có rất là chăm chú. Ok. Và các bạn comment đúng không ạ? Điều gì đó tuyệt vời để cho chúng ta kết thúc một cái nó đẹp nè. Ok không ạ? Buổi chia sẻ hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đó, có lưu được nhiều kiến thức không ạ? Ok, tuyệt vời. Ở buổi dịch này thì chúng ta làm gì đúng không ạ? Buổi dịch này thì mình nên học một cái kiến thức gì đó. Ok, vậy nhé, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.